Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 86. Chương 851. Thịnh tình khó thể chối từ. 1. Người mình. Ngụy Ước có chút sững sờ. Người mình cái quỷ gì chứ? Ngươi suy nghĩ cho kỹ rồi nói tiếp. Có phải người mình hay không đâu, thể tùy tiện nói là được chứ. Y cũng không mù, có thể khẳng định tên này hoàn toàn không nhận biết đám người đối diện, nghe dăm ba câu như vậy của đối phương liền biến thành người của mình. Trở thành người của mình kiểu này có phải quá qua loa hay không chứ? Y đương nhiên không thể thừa nhận vội vàng như vậy, đành phải cất lời nhắc nhở, Lương huynh đệ, đừng để bị người ta dễ dàng lừa gạt, nếu bị kẻ xấu tiếp cận bên người, đó không phải là chuyện đùa. Lương Bàn cua cua chiếc phiến trong tay, không sai đâu, bọn họ quả thực là tới truy sát hạt tử bang. Cùng là người của mình đừng có tự giết lẫn nhau, làm việc chính quan trọng hơn. Ngụy Ước tiếp tục nhắc nhở, lão đệ, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi cũng không keun biết bọn họ, làm sao xác định được là người của mình. Lương Bàn bình tĩnh nói, Ngụy bang chủ yên tâm là được, chỉ có vị lão bản mà hắn nói và ta biết rõ việc này, nếu không được dặn dò trước, người ngoài sẽ không biết được. Ngụy Ước bỗng nhiên hiểu ra, tên này 8-9 phần 10 là bởi vì nuốt không trôi được cơn tức bị đánh trong khách sạn nên âm thầm tìm người đến báo thù rửa hận. Tuy nhiên, cho dù Lương Bản cam đoan như thế nào đi nữa, y vẫn không yên tâm về đám người Phi Ưng bang này, y lập tức chất vấn, các ngươi tới bao nhiêu người? Đoạn Vân Du nói, chỉ có bằng này người, chừng 100 người. Ngụy Ước cười vui vẻ nói, chúng ta nhiều người như vậy, phải phí rất nhiều sức lực mới chỉ tìm được chút manh mối. Các ngươi chỉ chừng này người lại có thể tìm được hạt tử bang trước chúng ta, là chúng ta vô năng hay là tin chuyện ma quỷ của ngươi? Bộp. Lương Bàn đột nhiên vỗ chiếc phiến vào lòng bàn tay, thiếu một chút khiến Ngụy Ước giật nảy mình. Ngụy Ước vụt quay đầu lại nhìn gã, rất muốn hỏi xem trong hoàn cảnh này ngươi hù người ta để làm gì. Phía bên kia, Đoạn Vân Du còn chưa kịp giải thích, Lương Bàn dường như chợt nhớ tới điều gì đó, mặt tươi cười nói, Ngụy bang chủ, có bọn họ dẫn ngươi đi tìm hạt tử bang sẽ không thể nào trốn được nữa. Ngụy Ước lại một lần nữa phải sửng sốt, có cảm giác như bị tên này nện cho một côn, hết côn này đến côn khác, luôn luôn có cảm giác khiến người ta trở tay không kịp. Phía bên kia, Đoạn Vân Du cũng trợn to hai mắt, không biết vị Lương công tử này nói như vậy là có ý gì, trong lòng y kinh nghi bất định, nhưng phải nỗ lực biểu hiện bình tĩnh. Ngụy Ước sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Phi Ưng bang, bọn họ có thể giúp ta tìm được hạt tử bang. Lương Bàn cười ha hả, ngươi không phải đang ngạc nhiên vì sao bọn họ có thể tìm được hạt tử bang trước ngươi sao? Bởi vì lão bản của bọn họ đã sắp xếp nội gian vào hạt tử bang, đã hiểu chưa? Đoạn Vân Du có chút choáng váng, bị gã ta nhắc nhở như vậy, y mới nhớ tới tình hình khi mình đeo mặt nạ gặp mặt vị này. Lúc đó vì để cho tên này tin tưởng mình có thể báo thù rửa hận giúp gã, mình có nói rằng đã bố trí tai mắt vào trong hạt tử bang. Lời giải thích của tên này đã giúp y tìm được một lời giải thích hoàn hảo không thể hoàn hảo hơn, nhưng đây không phải là lời giải thích mà y muốn nói. Y tới nơi này là để âm thầm trợ giúp hạt tử bang một tay, không phải tới đây dẫn Trấn Sơn bang đi bắt hạt tử bang. Đang có chút sững sờ, trong nháy mắt Ngụy Ước liền mừng rỡ vô cùng, nhìn về phía Đoạn Vân Du, ánh mắt rõ ràng muốn dò hỏi xem có đúng vậy hay không. Nhưng ngay sau đó, y lại giật mình kinh hãi, quay đầu nhìn về phía Lương Bàn, tự hỏi không biết tên này có bị thiểu năng hay không. Loại chuyện cơ mật này làm sao có thể nói ra công khai như vậy chứ? Ở đây có rất nhiều người, ai dám đảm bảo hoàn toàn không có tai mắt của những phương khác. Nhưng đã bị tên gia hỏa nông cạn này nói ra rồi, y còn có thể làm gì bây giờ? Y chỉ có thể vẫy vẫy tay với Đoạn Vân Du, ra hiệu cho gã ta tới đây. Đoạn Vân Du đành phải cắn răng đi đến. Ngụy Ước cũng không có làm khó gã ta, dẫn gã ta tách khỏi hiện trường và cả Lương Bàn. Sau khi ba người tránh khỏi tai mắt của mọi người, Ngụy Ước khôi phục bộ dạng ôn hòa, cười tủm tỉm hỏi Đoạn Vân Du, Đoạn bang chủ của Phi Ưng bang, đúng không? Đoạn Vân Du nỗ lực không kiêu ngạo không tự ti gật gật đầu, phải. Ngụy Ước, việc các ngươi sắp xếp được nội gian vào hạt tử mà Lương công tử đã nói là thật sao? Nói đến chuyện nội gian, lúc trước y cũng bị làm mù mờ. Lúc trước y muốn diệt trừ đám người Diễu Khánh để bịt miệng giúp Lương Bàn, nhưng tìm khắp nơi cũng tìm không được bóng dáng của hạt tử bang, y đành phải chọn phương án 2, mong chờ vào bốn đại bang phái khác. Theo y,
bốn bang phái khác khẳng định có nội gian tại trong Hạt Tử bang, trên tay y có con át chủ bài Lương Bàn, chỉ cần phái người nhìn chằm chằm hướng đi của mấy bang phái đó là được. Nhưng kết quả là, bên y nhìn chăm chú rất lâu mà vẫn không thể nhìn ra được kết quả gì. Y phát hiện thấy mấy bang phái khác cũng giống như con ruồi không đầu vậy, chạy lung tung tìm kiếm khắp nơi, nghĩa là thế nào? Y suy nghĩ về điều này rất lâu nhưng vẫn không thể hiểu được. Y không tin mấy bang phái khác đều không thể sắp xếp được tai mắt vào trong Hạt Tử bang. Về sau, suy tới nghĩ lui, y cảm thấy chỉ có hai khả năng, hoặc là Hạt Tử bang đã phát hiện nội gian và tiến hành khống chế, hoặc chính là mấy bang phái đó đang chơi đùa thủ đoạn gì đó. Bất kể những kẻ đó đang làm gì, y cảm thấy đều không thể tiếp tục để cho đám người đó dắt mũi mình đi, y dứt khoát bảo người của mình bỏ qua theo dõi, đi làm việc của mình. Không ngờ tới bây giờ lại đụng phải một cái phi, ưng bang, không biết nội gian của nhà này có tin được hay không. Vấn đề này, đối với Đoạn Vân Du mà nói, vừa rất dễ trả lời, cũng rất khó trả lời. Rất dễ trả lời là bởi vì gã ta quả thực có bố trí nội gian vào trong Hạt Tử bang. Rất khó trả lời là bởi vì gã ta đâu chỉ xếp nội gian vào trong Hạt Tử bang, mà gần như toàn bộ Hạt Tử bang đều là người phiêng bang của gã. Dẫn các ngươi đi gây sự với Hạt Tử bang, việc này có khác gì là gây rối với huynh đệ phiêng bang chúng ta. Nếu như tìm được rồi, điều gì sẽ xảy ra? Thấy gã ta do dự, Ngụy Ước tự cho là mình có thể hiểu được, y nhìn sang Lương Bàn, Lương lão đệ, đây là không tiện nói, là coi ta như người ngoài sao. Vì vậy, Lương Bàn phe phẩy chiếc phiến chen lời, Đoạn bang chủ, lúc trước ta đã nói với Ngụy bang chủ rằng ngươi là người của mình. Ta tại đây xác nhận, đều là người mình, ngươi có đồng ý hay không chứ? Đoạn Vân Du âm thầm thở dài, thật sự không biết mình đụng phải chuyện xui xẻo gì, toàn gặp phải những thứ không ra gì như thế. Lúc trước, mình định giúp Hạt Tử bang chút việc, kết quả bị Hạt Tử bang hại rơi vào trong cái hố này, bây giờ vị này lại nhanh mồm nhanh miệng. Không cần ai hỏi đã tự nói ra chuyện sắp xếp tai mắt vào Hạt Tử bang, khiến cho gã ta bất ngờ không kịp đề phòng, muốn ngăn cũng ngăn không kịp. Gã ta có cảm giác như sau khi rơi vào hố, lại phát hiện thấy trong hố vẫn còn có hố, thật sự là có khổ không thể nói ra. Tình thế người ta mạnh hơn, mình như trứng chọi đá, phi ưng bang không có thực lực trở mặt với Trấn Sơn bang, ngoại trừ đối diện với thực tế, gã ta còn có thể làm gì bây giờ? Do dự thêm một lúc nữa, gã ta âm thầm suy nghĩ rồi ra quyết định, gật đầu nói, được rồi, ta thừa nhận, lão bản quả thực có sắp xếp nội gián vào Hạt Tử bang. Chúng ta là lần theo ký hiệu do người nằm vùng lưu lại để đuổi theo Hạt Tử bang. Lương Bàn vỗ vỗ chiếc phiến vào lòng bàn tay, cười nói, vậy thì đúng rồi. Ngụy Ước phấn chấn tinh thần, lấy quyền đấm vào lòng bàn tay, nói, tốt, Đoạn huynh đệ, vậy tiếp theo có thể bắt được Hạt Tử bang hay không thì phải trông chờ vào ngươi rồi. Đoạn Vân Du, nếu như muốn động thủ, làm phiền trước tiên trao đổi một chút, tránh để bị thương huynh đệ bên mình mà lão bản của ta xếp vào bên kia, trở về ta không có cách nào báo cáo kết quả. Ngụy Ước vỗ vỗ bờ vai gã ta, tươi cười vui vẻ, yên tâm đi, chỉ cần có thể tìm được Hạt Tử bang, sẽ không khiến huynh đệ của ngươi khó xử. Y nhìn xung quanh, bây giờ, những nhà kia cũng đang giải đi khắp nơi tìm người, thời gian không đợi người, theo ta thấy, không nên tiếp tục lề mề nữa. Lời y nói có tính quyết định, Đoạn Vân Du chỉ có thể làm theo. Chương 852, Thịnh tình khó thể chối từ, 2. Hai đám người nhanh chóng được hợp nhất thành một nhóm, Ngụy Ước rõ ràng vẫn còn đề phòng. Phi ưng bang, y trộn lẫn người của hai bên vào với nhau, bên người một thành viên phi ưng bang có ít nhất hai thành viên Trấn Sơn bang nhìn chằm chằm. Đám bang chúng phi ưng bang nơm nớp lo sợ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tại sao lại đột nhiên trở thành người một nhà với Trấn Sơn bang đại danh đỉnh đỉnh, cũng không biết có tính là mình đã trèo cao rồi hay không. Nếu như bây giờ đã đưa ra quyết định và cũng đã bắt đầu hành động, một đám người do Đoạn Vân Du dẫn đầu rất nhanh chóng liền tìm được ký hiệu do Đồng Tại Thiên lưu lại. Một đường đi tới, liên tục tại mấy ngã rẽ đều phát hiện thấy ký hiệu, có thể nói chính mắt thấy mới tin, Ngụy Ước dần dần hoàn toàn yên tâm. Thực sự tin tưởng vào câu nói người mình của Lương Bàn, thậm chí còn hưng phấn vỗ vai Đoạn Vân Du, khen ngợi, rất tốt, rất tốt. Sau khi một nhóm người liên hợp rời đi không bao lâu, liền có một đội nhân mã của Kim Thiền Bang tìm đến vị trí xảy ra tranh đấu lúc trước, chém giết một đám đằng điệt đang gặm ăn thi thể trên mặt đất. Tín hiệu gõ vang lách cách của Trấn Sơn bang không chỉ thu hút thành viên bản bang,
còn kinh động đến Kim Thiền Bang cũng đang tìm kiếm dưới lòng đất. Trầm Kim Thiền nhận được tin tức, liền nhanh chóng dẫn theo một đội nhân mã đích thân chạy tới kiểm tra hiện trường. Hiện trường đánh nhau đã bị Trấn Sơn Bang xử lý qua trước khi rời đi. Trích Ngọc Sơn ngồi xổm xuống đất kiểm tra, sau đó đưa tay chấm một chút máu vân vê, rồi đứng dậy đi trở về bên cạnh bang chủ. Bẩm báo, sự việc xảy ra còn chưa lâu, thi thể đã bị gặm ăn hoàn toàn thay đổi, không nhận ra được là ai chết. Trầm Kim Thiền quét mắt nhìn vết máu trên mặt đất, hỏi, y phục cũng bị đằng điệt gặm sạch sẽ rồi sao? Trích Ngọc Sơn không tìm thấy dấu hiệu y phục có thể xác định được thân phận. Trầm Kim Thiền hơi híp mắt, đã bị xử lý. Trích Ngọc Sơn gật đầu, đúng vậy, hiện trường chắc hẳn đã được xử lý. Trầm Kim Thiền dứt khoát hạ lệnh, không cần quan tâm những khu vực khác nữa, tụ tập nhân mã, lập tức tập trung lực lượng tìm kiếm tại khu vực này. Trích Ngọc Sơn thoáng sửng sốt, nhưng vẫn chắp tay nhận lệnh, vâng. Đang di chuyển dưới lòng đất, nhóm người Hạt Tử Bang đột nhiên dừng lại, tất cả đều lộ ra vẻ nghiêng tai lắng nghe. Có âm thanh đánh nhau, vậy mà có động tĩnh đánh nhau xuất hiện tại phía trước, hơn nữa nghe tiếng chính là đang đánh nhau với độc vật dưới lòng đất. Dữ Khánh nhíu mày, quay đầu lại nói, đợi dò xét rõ ràng tình hình rồi tiếp tục tiến tới. Tứ đương gia, ngươi dẫn hai người đi dò xét đi. Được. Phạm Cửu lĩnh mệnh, chỉ định hai người cùng đi với mình. Những người còn lại đều giấu ánh sáng trong tay, đứng chờ đợi trong bóng tối. Không bao lâu sau, Phạm Cửu dẫn người quay trở lại, cấp báo, bang chủ, phía trước xuất hiện rất nhiều thành viên Trấn Sơn Bang, tạm thời e rằng qua không được. Hai người đi theo phía sau gã quay nhìn về phía Đồng Tại Thiên, có vẻ như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, rất nhiều. Dữ Khánh hơi kinh ngạc, bọn họ lục soát khắp nơi, làm sao sẽ có rất nhiều nhân mã chặn đường phía trước chúng ta được. Phạm Cửu giang tay, gã làm sao biết được là chuyện gì xảy ra. Hắn không biết rằng một kiếp này bọn hắn đã định trước là trốn không thoát, trên đường đi bọn hắn còn phải dùng độc vật để xác định con đường chính xác. Nhưng Đoạn Vân Du thì chỉ cần dẫn người nhanh chóng truy đuổi theo những ký hiệu do Đồng Tại Thiên lưu lại. Sau khi phát hiện ra bọn hắn, truy binh vẫn không có đánh rắn động cỏ, Ngụy Ước ỷ vào người đông thế mạnh, trực tiếp tản nhân mã vòng tới phía trước bao vây. Không cần biết các thông đạo phía trước thông suốt khắp các nơi như thế nào, nói chung là trực tiếp đẩy người vòng tới phong tỏa các giao lộ trong khu vực phía trước, luôn có thể chặn được một con đường. Quả thực y cũng đã chặn được rồi. Vì vậy, chỉ trong chốc lát, phía sau nhóm người Hạt Tử Bang xuất hiện một đống lớn điểm điểm đốm sáng và cũng có tiếng Ngụy Ước kêu to. Chu lão đệ, ta đã phái người chặn kín đường phía trước rồi, đừng chạy nữa, tổn thương Hòa Hảo thì không hay. Y cất lời chào hỏi trước là vì sợ vội vàng xung đột sẽ làm bị thương nội gián mà vị lão bản của Đoạn Vân Du sắp xếp vào Hạt Tử Bang. Trên đường đi, y cũng có hỏi lương bản vị lão bản đó là ai. Nhưng lương bản giữ kín như bưng, chỉ lắc đầu. Gã không muốn nói ra mình cũng không biết đó là ai, sợ mất mặt, gã chỉ nói, chuyện này không liên quan gì với ngươi. Nhìn thấy lương bản có phản ứng như vậy, Đoạn Vân Du xem xét thời thế chen vào một câu với Ngụy Ước là người mà ngươi không thể trêu vào, gã ta cũng không chịu nói thêm nhiều. Ngụy Ước lập tức nhìn phản ứng của lương bản, thấy lương bản không có bất kỳ biểu hiện gì phản đối lời này, có vẻ đồng ý với điều đó. Tình huống này khiến cho vị bang chủ của một trong năm đại phái Thiên Tích Sơn là y đây phải sợ ném chuột vỡ đồ. Nghe thấy người quen kêu gọi bắt chuyện, Dữ Khánh vẫn dẫn người chạy tới phía trước, nhưng khi đến lối rẽ thì phải dừng bước lại. Hắn nhận ra tiếng gọi phía sau không phải để lừa gạt mình, phía trước quả thực đã bị một đám người ngăn chặn. Nếu không phải đích thân Ngụy Ước tới đây, có lẽ hắn sẽ trực tiếp đánh giết xông tới, nhưng cao thủ cảnh giới thượng huyền đã tới, nếu vẫn cứng rắn thì đó chính là mình không thức thời. Chẳng mấy chốc, một đám người cầm vật chiếu sáng cũng chặn kín tại phía sau bọn hắn, cầm đầu chính là Ngụy Ước, Lương Bàn và Đoạn Vân Du ở một bên cũng rất dễ thấy. Tổ hợp kỳ lạ này khiến Dữ Khánh nhìn sững sờ tại chỗ, không nghĩ rõ được tại sao Đoạn Vân Du lại xen lẫn trong đám người này. Vừa rồi, hắn vẫn còn đang bối rối, không hiểu vì sao Trấn Sơn Bang giống như có thể liệu địch tiên cơ bao vây được mình. Bây giờ thì đã biết rõ là Đoạn Vân Du giở trò quỷ, có Đoạn Vân Du và gian tế. Bên cạnh hắn nội ứng ngoại hợp, không cắt đuôi được là chuyện rất bình thường. Nhưng hắn vẫn không thể hiểu được làm như vậy có lợi ích gì cho Đoạn Vân Du, vì lợi ích của Đồng Tước Hồ sao? Sau khi nắm giữ được Đồng Tước Hồ, Trấn Sơn Bang khẳng định sẽ không cho Phi Ưng Bang được nhiều bằng Hạt Tử Bang. Nói về việc phân chia,
hầu hết thành viên hạt tử bang đều là người của phi ưng bang. Vì lợi ích từ Sâm Kỳ Lân thì càng không thể, mình độc chiếm không tốt sao, cần gì phải chia sẻ cùng Trấn Sơn bang, đây chẳng phải là chơi đùa với sói sao. Hao tổn tâm cơ bố trí nhiều người như vậy vào bên cạnh mình, rồi lại làm ra chuyện này, vì sao à? Một đám người nằm vùng trong hạt tử bang cũng sửng sốt, quay mặt nhìn nhau, đặc biệt là Đồng Tại Thiên, trong ánh mắt nhìn tới Đoạn Vân Du dường như có một vạn dấu chấm hỏi. Tứ đương gia Phạm Cửu, ngũ đương gia Mặt Lị, lục đương gia Cao Trường Đài, bọn họ không biết gì cả, cho nên thật sự khẩn trương. Cầm kiếm trong tay, Mục Ngạo Thiết âm thầm đề phòng một đám nằm vùng tại bên cạnh. Phía bên phi ưng bang, nhìn thấy trong đám người bị bao vây hầu hết đều là người mình, hơn nữa còn là đích thân bang chủ dẫn người tới bao vây, trên nét mặt cũng có sự quái lạ khó nói ra lời. Lương Bàn nở nụ cười, phe phẩy chiết phiến, cười rất vui vẻ, trong nụ cười đầy sự châm chọc, trong sự châm chọc còn có nét hung dữ mỏi mắt mong chờ kết quả của bọn hắn. Chu bang chủ, Chu lão đệ, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt nhau nhanh như vậy. Ngươi để cho ta tìm được dễ quá nha. Ngụy Ước cười ha hả, cảm giác rất sảng khoái vì có được chẳng phí công sức gì. Ha hả, Ngụy bang chủ nói giỡn. Diễu Khánh bối rối cất tiếng, sau đó nhìn chăm chú Đoạn Vân Du, ui một tiếng, đây chẳng phải là Đoạn bang chủ của phi ưng bang sao? Ngươi đầu phục Trấn Sơn bang từ khi nào vậy? Đoạn Vân Du đánh giá một đám người đối diện, ánh mắt lấp lóe nói, với thực lực của Trấn Sơn bang, tự có cách sàng lọc mời chào nhân thủ, không đến phiên phi ưng bang ta tới ôm bắp đùi. Đây chẳng phải là nghe nói ngươi tới nơi đây, đến đây tìm ngươi tính sổ sao? Trên đường đi gặp được Trấn Sơn bang, khó thể chối từ thịnh tình của Ngụy bang chủ, vì vậy chúng ta cùng đi đến đây, để xem lần này ngươi chạy được đi đâu. Lời này thực ra là nói cho những huynh đệ nằm vùng của mình nghe, bày tỏ không phải gia nhập vào, sợ mọi người hiểu nhầm nhất thời lỡ lời, muốn ổn định mọi người. Người không biết tình hình sẽ không hiểu được ẩn ý trong những lời này. Nhưng Diễu Khánh là người biết rõ nội tình lại cố ý giả ngu, vừa nghe liền nhận thấy được sự bất đắc dĩ trong mấy chữ khó thể chối từ thịnh tình đó. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 853, Con tin, 1. Chu đại bang chủ tự nhiên cũng nghe hiểu Đoạn Vân Du là đang âm thầm truyền tin. Cho đám thành viên phi ưng bang nằm vùng, hắn và Mục Ngạo Thiết thoáng trao đổi ánh mắt với nhau. Hiển nhiên, Mục Ngạo Thiết cũng là người biết rõ nội tình nên vừa nghe đã biết. Sau khi đám người Đồng Tại Thiên đã hiểu được tình huống, bọn họ cũng từ trong tình trạng kinh nghi bất định ổn định lại, chuyện tiếp theo thì chỉ có thể đi đến đâu tính đến đó. Rõ ràng đã ở thế nghiền ép hạt tử bang, dư sức để có thể lộn ngược hạt tử bang, nhưng vẫn cần dùng lời nói để bí mật truyền tải thông điệp, Diễu Khánh đã nhận ra. Trấn Sơn bang vẫn không hiểu được tình huống về hắn và Đoạn Vân Du, điều đó có nghĩa là Đoạn Vân Du vẫn chưa bộc lộ ý đồ chân thực của mình cho Trấn Sơn bang biết. Hắn quay đầu lại, nhìn một đám nằm vùng ở phía sau, mơ hồ hiểu được Đoạn Vân Du vẫn không dễ dàng từ bỏ kế hoạch ban đầu của mình. Hơn nữa, hắn còn có con bài chưa lật là Lương Bàn ở hiện trường, tại thời khắc mấu chốt có thể khiến Lương Bàn nói giúp, vì vậy hắn cũng không hoảng sợ. Sau một hồi nhanh chóng suy nghĩ, hắn cười ha hả nói, chạy ư. Đoạn bang chủ lo lắng quá nhiều, ta và Ngụy bang chủ là người quen, thường xuyên ngồi uống rượu cùng nhau, cần thiết phải chạy sao? Ngược lại, Đoạn bang chủ ngươi e rằng đã quên người nào phải chạy trối chết như chó nhà có tang. Ngụy Ước ở bên cạnh nhìn bên này nhìn bên kia, đã nhận ra được, thì ra hai đám người này trước đây có ân oán. Trước đây có ân oán hay không, đối với y mà nói đều không quan trọng, nhưng việc Diễu Khánh bị hãm trong tình cảnh như vậy mà vẫn có thể chế nhạo, châm chọc bên này, khiến y cảm thấy hắn tương đối can đảm, trong lòng không khỏi tự hỏi, phải chăng là vì hắn cho rằng mình đã nắm giữ được nội tình của Lương Bàn. Tuy nhiên, bất kể hắn can đảm cỡ nào, đều không thể ngăn cản y tìm đến gây sự. Chu lão đệ, miệng lưỡi sắc bén đến đâu cũng không có ý nghĩa. Nói đi, vì sao phải giết người của Trấn Sơn bang ta? Đã là đến gây sự, có lý do đương nhiên phải lôi ra, có lý do chính đáng không phải càng tốt hơn sao? Diễu Khánh cười ha hả nói, đây là muốn dùng lời nói để ghép tội cho chúng ta sao? Hạt tử bang ta làm sao dám giết người của Trấn Sơn bang? Hạt tử bang ta là không nhận chậu nước bẩn này. Mọi việc đều phải có một cái chữ lý, Ngụy bang chủ nói như vậy, ít nhất phải đưa ra được chứng cứ nào đó nha.
Chỉ dựa vào với mấy lời nói che giấu giấu của Đoạn Vân Du, hắn đoán chắc trên tay đối phương không có người sống. Ngụy Ước cười, ngoại trừ cười vẫn chỉ là cười, y không ngờ tới tên kia lại nói năng kiên cường như thế, y đúng là không đưa ra được chứng cứ, chỉ có thể nói trá đi. Chu lão đệ, tại hiện trường chém giết có thi thể của huynh đệ Trấn Sơn bang ta và thành viên Hạt Tử bang ngươi, không phải ngươi không thừa nhận là được. Dữ Khánh oán thầm, không có người sống ngươi nói cái rắm, vẻ mặt thì đau buồn xót xa. Cái gì? Huynh đệ bang ta bị chết? Ngụy bang chủ, bang ta không có lý do gì đi tấn công Quý bang, bọn họ nhất định đã trúng độc thủ của người khác. Chúng ta phải bắt lấy hung thủ để báo thù, há có thể vì kẻ xấu làm ác mà tự giết lẫn nhau. Ánh mắt hắn hướng tới Lương Bàn, Lương huynh, ngươi nói lời công bằng đi, có đúng phải như vậy hay không? Ánh mắt không ít người lập tức nhìn về phía Lương Bàn, Ngụy Ước nháy nháy mắt, nét mặt có vẻ quái lạ. Lương Bàn trước tiên là hừ lạnh một tiếng, rồi nói, hừ, răng nhọn mỏ sắc. Phí lời với hắn làm gì, trực tiếp bắt lại thưởng cho hắn mấy tát tai, tự nhiên sẽ thành thật. Dữ Khánh cho rằng mình đã nghe lầm, có chút mờ mịt. Mục Ngạo Thiết cũng ngây người sửng sốt. Sau khi lấy lại tinh thần, Dữ Khánh không thể không nghiêm khắc cảnh cáo, Lương Bàn, ngươi có biết ngươi đang nói gì hay không? Ngươi có biết hậu quả sằng bậy thế nào không hả? Lương Bàn xì một tiếng, giang hai tay ra, còn muốn uy hiếp ta sao? Ở đây, ngươi cứ việc nói gì cũng được, không sao. Dữ Khánh sửng sốt, nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái của Ngụy Ước, lại nhớ đến hành vi trước đây của Ngụy Ước tại Thạch Tâm Cư. Y đã phái người vây kín khách sạn giúp Lương Bàn, lập tức nhận ra được, Ngụy Ước đã biết được chi tiết về Lương Bàn từ lâu. Cũng có nghĩa là, Ngụy Ước vẫn một mực giấu giếm giúp Lương Bàn, lúc này, Lương Bàn tự nhiên sẽ không sợ bị uy hiếp. Nghĩ đến đây, Dữ Khánh lập tức đổi giọng, chỉ Mục Ngạo Thiết ở bên cạnh, Ngụy bang chủ. Ngươi hẳn đã biết rõ mối quan hệ giữa huynh đệ của ta và lão bản nương Thạch Tâm Cư, nếu thật sự tổn thương mối hòa hảo, lão bản nương sẽ không bỏ qua ngươi. Mục Ngạo Thiết hơi cúi đầu, trên mặt và trong lòng đều rất xấu hổ, không nghĩ tới mình đường đường là một nam nhi. Lại có một ngày phải dựa vào mối quan hệ bám váy đàn bà để tô son chát phấn cho mình, cuộc đời này thật hận. Y cũng hận lão thập ngũ không có nguyên tắc, nhưng vào lúc này y cũng phải đối diện với hiện thực, biết rõ tình huống nguy hiểm, cần phải dựa vào quan hệ bám váy đàn bà này. Ngụy Ước nhấc tay vuốt bờ râu quai nón của mình, sảng khoái phóng khoáng nói, giữ hắn lại không giết, đã cho lão bản nương đủ thể diện rồi chứ. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng, tức thì phá tan tầng bảo vệ của Dữ Khánh. Dữ Khánh nhịn không được nhe nhe răng, là nhe nhe đúng kiểu đau răng. Hắn nhận ra rằng những gì mình tưởng tượng lúc trước quá đẹp quá tốt, nhưng hiện thực không như mình nghĩ. Hiện thực rất tàn khốc, đối diện với loại người từng trải có thể tự lập bang phái đỉnh phong này, suy nghĩ tốt là vô dụng. Liên tục bị phá hai tầng bảo vệ, hắn không thể không trông chờ vào lớp phòng tuyến thứ ba, Đoạn Vân Du. Hắn không tin phía đối diện sẵn sàng nói chuyện rông dài mà không có lý do gì, liền trực tiếp xoay chuyển chủ đề câu chuyện, Ngụy bang chủ, chúng ta cũng không nên quanh co lòng vòng nữa, nói đi, đến cùng muốn, như thế nào? Ngụy Ước cười ha hả, cười xong lại hất hất cằm về phía Mục Ngạo Thiết, Chu lão đệ, chính ngươi cũng đã nói đến mối quan hệ giữa hắn và lão bản nương. Trên quãng đường đuổi theo này, ta phát hiện thấy các ngươi quả thực là có chiêu nha, đường các ngươi đi, vậy mà không có con độc vật nào. Nếu như nói không phải được quý nhân chỉ điểm, ta là không tin. Lão đệ, chấp trưởng đồng tước hồ mặc dù tốt, nhưng không tốt bằng mạng của mình. Ta muốn cái gì, không cần ta phải nói tiếp chứ. Dữ Khánh gần từng chữ, nhuận dương bảo châu. Ngụy Ước gật đầu, lão đệ, tốt nhất không nên vọng tưởng đến những chuyện không đủ thực lực. Ta liền nói rõ ra đi, nếu ta không lấy được bảo châu, ngươi cũng không sống được. Dữ Khánh, nói cách khác, chỉ cần chúng ta giúp ngươi lấy được bảo châu, ngươi liền thả chúng ta. Ngụy Ước, đúng vậy. Dữ Khánh, tình thế mình yếu hơn người, xem ra ta không nghe theo Ngụy bang chủ là không được rồi, ta quả thực cũng không được lựa chọn. Được rồi, vậy thì y theo lời Ngụy bang chủ, thành giao. Ngụy Ước cười ha hả, người hiểu chuyện, nói chuyện với người thông minh thực là sảng khoái. Dữ Khánh quay đầu nhìn đám người chặn kín ở phía sau, rồi quay đầu lại hỏi Ngụy Ước, đã quyết định rồi, còn chặn đường chúng ta làm gì? Nhường đường làm việc đi, còn lề mề nữa, coi chừng bị bang phái khác đuổi theo bây giờ. Ngụy Ước sờ sờ bộ râu quai nón, cười nói, lão đệ nói lời này có phần hấp tấp rồi, cứ rời đi như vậy, không nắm được chút cán nào,
lỡ như ngươi giở trò thì làm sao bây giờ? Dữ Khánh, Ngụy bang chủ có phải đã lo lắng quá nhiều rồi không? Ngay phía dưới mí mắt các ngươi, ta có thể đùa giỡn thủ đoạn gì? Ngụy Ước lắc đầu, thế sự khó liệu, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vẫn nên ổn thỏa một chút mới tốt. Dữ Khánh, như thế nào mới tính là ổn thỏa? Ngụy Ước cười tủm tỉm, thúc thủ chịu trói, các ngươi nằm chắc trên tay chúng ta mới có thể yên tâm. Không được. Dữ Khánh thẳng thừng từ chối, hắn làm sao có thể đồng ý với yêu cầu kiểu này, xong việc, nếu các ngươi đổi ý, chẳng phải chúng ta sẽ tùy ý bị giết sao? Ngụy Ước, các ngươi còn được lựa chọn sao? Chương 854, con tin 2. Dữ Khánh đương nhiên tin tưởng vẫn có lựa chọn, nếu không Đoạn Vân Du đứng yên đó làm gì, nếu không cần gì phải rông dài với hắn. Mặc dù hắn không biết Đoạn Vân Du dùng cách gì để ổn định đối phương, nhưng hắn đã giao đấu với Đoạn Vân Du không chỉ một lần, hắn biết đó tuyệt đối là một kẻ có thủ đoạn. Vì vậy, hắn lập tức chỉ mũi kiếm ra ngoài, ra hiệu cho Mục Ngạo Thiết ở bên cạnh, quyết liệt nói, chỉ có hai người chúng ta biết cách tìm Bảo Châu. Chỉ không cho chúng ta đường sống, hai bọn ta chắc chắn không đồng ý, cùng lắm thì cá chết lưới rách, cũng đừng ai nghĩ có được Bảo Châu. Nghe những lời nói này, Mục Ngạo Thiết càng thêm đề cao cảnh giác với đám người nằm vùng ở bên cạnh. Nét tươi cười biến mất trên khuôn mặt Ngụy Ước. Y âm trầm hỏi, ngươi đang uy hiếp ta? Ánh mắt Dữ Khánh quét qua vẻ mặt Đoạn Vân Du, lớn tiếng kêu gọi, các huynh đệ, nếu hai chúng ta chết đi, bọn chúng cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi, sẽ không để cho các ngươi để lộ tin tức cho các bang phái khác. Thay vì ngồi chờ chết, không bằng liều mạng đánh một trận, có động tĩnh đánh nhau, nói không chừng có thể kinh động tới bang phái khác, có khi còn có một đường sinh cơ. Muốn sống sót, thì dùng đao kiếm trong tay liều mạng tìm lấy. Phạm Cửu, Mạt Lị và Cao Trường Đài đều vẻ mặt sợ hãi và u oán, vừa mới tới Thiên Tích Sơn chưa bao lâu à, đã đụng phải chuyện như vậy, bọn họ thật sự rất bất đắc dĩ. Nhưng không thể không cầm chắc vũ khí trong tay, chuẩn bị liều mạng, bang chủ làm việc mặc dù không có nguyên tắc, nhưng lần này đã nói đúng, địch nhân sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đồng Tại Thiên cùng đám người nằm vùng khác mặc dù cũng giơ đao vung kiếm, nhưng đang không ngừng bất an quan sát, thậm chí thỉnh thoảng còn nhìn về phía Đoạn Vân Du. Đối mặt với uy hiếp, Ngụy Ước rõ ràng tức giận, hai tay hơi nắm chặt nắm tay, Đoạn Vân Du ở bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng. Chỉ cần ngươi có thể để cho bên này yên tâm, Ngụy bang chủ cũng không phải là người không thông tình đạt lý. Vừa nghe được lời này, trong lòng Dữ Khánh lập tức càng thêm có chỗ dựa. Hơi Ngụy Ước cau mày liếc nhìn Đoạn Vân Du, nhưng bởi vì không biết được nền tảng sâu cạn của vị lão bản phía sau màn kia, nên nghiêng đầu ghé sát vào lỗ tai gã ta nhỏ giọng thì thầm, người nào, ta kéo ra giúp người. Đoạn Vân Du biết y đang hỏi ai là người nằm vùng, gã ta nhỏ giọng trả lời, ta cũng không biết là ai. Ngụy Ước tức thì ngưng nghẹn, không nói nên lời. Dữ Khánh xem chuẩn thời cơ, kêu to, ta có biện pháp vẹn toàn cho cả hai bên. Ngụy Ước nhìn tới, nói, Dữ Khánh, phía bên ngươi giao cho chúng ta 10 người, để chúng ta giữ làm con tin, phía bên ta cũng giao 10 huynh đệ cho các ngươi làm con tin. Nếu như ta nuốt lời, tất sẽ liên lụy đến huynh đệ của mình, nếu như ngươi nuốt lời, ta tất nhiên cũng giết huynh đệ của ngươi. Người nuốt lời, tương lai sẽ không có mặt mũi nào đối diện với huynh đệ của mình, như thế nào? Phía bên Hạt Tử Bang, có không ít người vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đoạn Vân Du trợn to mắt, há hốc mồm khó thể tin nổi, cũng không biết nên nói cái gì, bởi vì đây quả thực là một cách tốt. Ngụy Ước hừ lạnh, theo ta được biết, hầu hết những người của ngươi đều là mới tuyển, chưa chắc ngươi đã quan tâm tới sự chết sống của người ta. Dữ Khánh dõng dạc hùng hồn, Ngụy bang chủ nói lời này sai rồi, nếu như ta giở trò, nếu như ta không coi trọng tính mạng của huynh đệ phía dưới, bọn họ còn đi theo ta làm gì? Lúc đó sẽ không phải là huynh đệ của mình nữa, đến lúc đó sẽ trở thành những cây ám tiễn có thể đâm sau lưng bất cứ khi nào, e rằng chỉ cần một lời nói của Ngụy bang chủ là có thể khiến bọn họ phản ta. Tiếp đó hắn quay đầu lại nói với xung quanh, các huynh đệ, ta nói lời xấu trước, nếu như ta không coi trọng tính mạng của các ngươi có phản lại ta, gia nhập vào Ngụy bang chủ, ta tuyệt đối không có bất kỳ lời oán hận nào. Tiếp đó hắn quay đầu lại, nói với Ngụy Ước, Ngụy bang chủ, ngươi ta đều là bang chủ, có thể suy bụng ta ra bụng người. Nếu ngươi vẫn còn không yên tâm, chỗ ta đây cũng có người cũ, ta giao cả Tam Đương gia, người mà chúng ta coi trọng nhất, cho các ngươi làm con tin,
như thế nào? Cái gì? Đồng Tại Thiên kinh ngạc sững sờ, ngây người nhìn Diễu Khánh, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Ta bình thường vừa xuất tiền vừa xuất lực, tại thời khắc mấu chốt, ngươi lại đối xử với ta như vậy sao? Một đám nằm vùng hạt tử bang cũng đồng loạt nhìn về phía Đồng Tại Thiên, vẻ mặt có vẻ gượng gạo. Khóe miệng Mục Ngạo Thiết nhịn không được rượt rượt lộ ra hàm răng trắng, ánh mắt rất nhanh liếc nhìn Diễu Khánh mấy lần, có cảm giác vừa yêu lại vừa hận. Phạm Cửu, Mạt Lị và Cao Trường Đài hoặc thở ra một hơi, hoặc hơi có bùi ngùi, không biết có phải bởi vì không chọn mình làm con tin hay không mà có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Đoạn Vân Du môi mấp máy, ngập ngừng như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói cái gì, mãnh liệt phản đối Đồng Tại Thiên làm con tin hay sao. Không thể không thừa nhận hạt tử bang đưa ra con tin này là rất có thành ý, Chu Khánh và Trương Tùy biết cách làm sao để tìm được Bảo Châu. Khẳng định sẽ không tới đây làm con tin, trong số nhân vật trọng yếu còn lại của hạt tử bang, Đồng Tại Thiên là đứng đầu. Khi Đồng Tại Thiên nhìn đến thì gã ta ra hiệu ánh mắt cho Đồng Tại Thiên. Đồng Tại Thiên lập tức tỉnh ngộ hiểu ra, đúng vậy, có bang chủ ở bên kia chiếu cố, mình đi làm con tin rất an toàn, cũng chẳng khác gì đi làm bộ làm dáng, có gì phải hoảng. Sau khi trong lòng đã xác định, gã lập tức dõng dạc nói với Diễu Khánh, bang chủ có lệnh, nào dám không theo, vì toàn bang trên dưới, Đồng Mỗ sẵn sàng đi làm con tin. Lời êm tai, ai mà chẳng biết nói. Diễu Khánh quay đầu lại nhìn gã, lập tức vui mừng nói, tam đương gia quả nhiên chưa từng để cho ta thất vọng. Yên tâm đi, Chu Mỗ tất nhiên không phụ huynh đệ hạt tử bang ta. Cảnh tượng này cũng khiến cho Ngụy Ước cảm thấy cảm khái, có thể nói phải quan sát Đồng Tại Thiên nhiều một chút, thời kỳ này thực sự khó có được người trung thành như thế. Điều này cũng khiến y có phần tin tưởng, vị tam đương gia này có thể là thủ hạ thực sự được Chu Khánh coi trọng nhất. Nào ngờ lúc này Lương Bàn chợt cất lên giọng điệu âm dương quái khí, nói, theo ta thấy, cách này không được tốt lắm. Ngụy bang chủ, ta không tin khi ngươi xuất thủ, hai bọn hắn có thể dễ chết như vậy. Muốn nhắc Ngụy Ước lấy thế sét đánh không kịp che tai để bắt lấy hai người, Diễu Khánh lập tức lạnh lùng nhìn chằm chằm. Vào tên khốn khiếp gây chuyện này, tức giận quát, Lương công tử có phải khi dễ bọn ta không dám đổ máu hay không hả? Chết còn không sợ. Bắt bọn ta thì như thế nào? Đã biết rõ đường nào cũng chết, đừng hòng khiến bọn ta phối hợp. Lương Bàn còn định châm chọc mấy câu, may mà Ngụy Ước nhấc tay ra hiệu cho gã ngừng lại, y quát lớn, được rồi, cứ quyết định như thế đi, trao đổi con tin. Lúc này, tự nhiên là lời y nói có tính quyết định, hai bên bắt đầu trao đổi con tin. Lương Bàn cũng hiểu ý nghĩ muốn nắm chắc lấy được Bảo Châu của Ngụy Ước, gã không nói gì nữa, tỏ ra khá hợp tác. Vì đề phòng vạn nhất, hai bên dùng cách một đổi một. Đồng Tại Thiên đi tới phía bên Trấn Sơn Bang, lập tức bị người khống chế. Phía bên Trấn Sơn Bang cũng đi sang bên này một người và bị bọn hắn khống chế, canh giữ. Khi trao đổi người tiếp theo thì Ngụy Ước cất tiếng nhắc nhở Đoạn Vân Du, Đoạn bang chủ, ai phía bên kia tới đây làm con tin, ngươi tới chọn đi. Đoạn Vân Du lập tức cảnh giác, biết rõ đối phương cố ý tạo ra một lỗ hổng để thăm dò xem mình có biết ai là người nằm vùng hay không. Lập tức lắc đầu từ chối, không cần thiết như vậy. Vừa ngăn chặn đối phương dò xét, cũng quả thực là không cần phải làm như vậy. Phía bên hạt tử bang đã giao tam đương gia làm con tin, chắc chắn sẽ không giao những đương gia khác. Những người còn lại, chỉ tới chỉ lui đều là người của gã. Mình đi làm chuyện mất công không được gì đó để làm gì, có bệnh sao? Xem ra thật sự không biết ai là kẻ nội ứng. Ngụy Ước liếc nhìn gã ta, rồi không cưỡng ép nữa, phất tay ra hiệu tiếp tục trao đổi con tin. Lần lượt một người đổi một người, sau khi hai bên trao đổi xong 10 con tin, phía bên hạt tử bang rõ ràng cẩn thận hơn một chút. Gác lưỡi đao lên cổ con tin, một khi không ổn, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng. Xét lại, con tin hạt tử bang ở phía bên Trấn Sơn bang được đãi ngộ tốt hơn nhiều, chỉ bị khống chế và bị canh giữ mà thôi. Không có khẩn trương như vậy, rõ ràng là không sợ hạt tử bang tập kích cướp người. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 855, Niềm vui ngoài mong đợi, 1. Đã có sự kiềm chế lẫn nhau, hai bên đối địch lập tức triển khai liên thủ hành động, Trấn Sơn Bang cũng không muốn tiếp tục kéo dài, bởi vì mấy đại phái khác có thể tìm tới bất cứ khi nào. Hạt tử bang ở phía trước mở đường tìm kiếm, nhưng lần này rất thoải mái,
không cần phải tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí e sợ bị người phát hiện nữa. Dữ Khánh bây giờ không ngại bị bang phái khác cùng phát hiện, cũng chen vào một chân. Sau khi đi được một đoạn đường, Mục Ngạo Thiết thấy Dữ Khánh chậm chạp không có phản ứng gì, cũng không có biểu hiện gì khác. Thật sự là đang tiếp tục xác định đường để tiến tới, y không khỏi tìm cơ hội lấy khuỷu cánh tay. Huých Dữ Khánh một cái, dùng ánh mắt dò hỏi nên làm gì bây giờ, hy vọng có thể từ chỗ Dữ Khánh nhận được chút gợi ý, để dễ an tâm. Dữ Khánh nhún vai một cái để tỏ vẻ bất lực, đến bây giờ, có thể kéo sự tình đến một bước này, hắn thật sự đã tận lực rồi. Sau đó, hắn lại đưa hai bàn tay lên nâng nâng ngực, rồi làm một điệu bộ ra dáng nữ nhân, bày ra vẻ mặt hài hước với Mục Ngạo Thiết. Rõ ràng là đang mô phỏng bộ dáng uyển chuyển thướt tha của Liên Ngư, ý bảo y không cần lo lắng, ít nhất Trấn Sơn Bang không dám động tới người. Mục Ngạo Thiết tức thì thể hiện vẻ mặt chán ghét với tên này, nhưng rồi lại rất nhanh trở nên nghiêm nghị, y không thể không thừa nhận. Tình cảnh hiện nay đã là kết quả tốt nhất mà bọn hắn có thể đạt được, lão thập ngũ đã làm rất tốt, lúc trước, nếu là để y đứng ra ứng đối, chắc chắn là không có năng lực làm được. Trên đường đi, Ngụy Ước luôn một mực giám sát hành động của Hạt Tử Bang, rất nhanh y liền phát hiện ra được bí mật tìm đường đi của Hạt Tử Bang. Y tận mắt nhìn thấy tình huống ném độc vật ra để xác định, y không khỏi tắc lưỡi lấy làm kỳ lạ và càng thêm tin tưởng vững chắc rằng bọn hắn đã được Liên Ngư đã chỉ điểm trước đó. Thiên Hồng Bang, hành động lục soát ở dưới lòng đất đã lắng xuống, hành động trở nên ung dung và có trật tự. Mấy bức vẽ bản đồ đường đi được mở ra trên vách động, mấy người đang chỉ trỏ thảo luận về việc ghép nối lại với nhau, bang chủ Thân Vô không đứng một bên quan sát. Bản đồ chính là bản đồ đường đi bên dưới Vạn Hắc Trì, do Thân Vô không lâm thời tổ chức nhân thủ đi khảo sát và đo vẽ bản đồ. Nguyên nhân là bởi vì trước đây Thân Vô không cảm thấy những âm thanh tranh đấu ầm ầm vang lên liên tục không ngừng, điều này không bình thường đối với trận tranh đoạt này. Y chưa nghĩ tới chuyện thắng đã nghĩ đến việc thua trước tiên, y liền trước tiên từ bỏ tìm kiếm Hạt Tử Bang, triệu hồi nhân thủ tản đi tiến hành điều tra toàn diện các nơi vang lên âm thanh ầm ầm. Nếu như chỉ tiến hành kiểm tra một số thông đạo riêng biệt bị sụp đổ, sẽ rất dễ dàng hiểu lầm đó là do đánh nhau gây ra. Rồi e rằng chưa chắc đã có người nào quá mức để ý đến, tu sĩ là không quá sợ tình trạng sụp đổ tương tự. Và dưới một cuộc điều tra toàn diện như vậy, rất nhanh liền đưa ra được một kết luận, hiện trường sụp đổ không phải do đánh nhau gây ra, mà có người đang toàn diện chặn kín các đường đi ra ngoài. Vì sao làm như thế? Không khó suy đoán, có người muốn ôm cây đợi thỏ. Là ai đang làm như vậy? Điều này cũng không khó tra xét, trừ Sơn Hải Bang đột nhiên trầm lắng không còn tung tích đó ra. Thì không còn ai khác, Hạt Tử Bang hạn chế nhân lực, trong khoảng thời gian ngắn là không làm được toàn diện như thế. Y chỉ có thể nói, ý định của Cố Nhân Sơn Cố Đại Bang chủ thực sự là hay nha. Vậy mà định để mặc kệ những người khác liều với nhau ngươi chết ta sống, cuối cùng làm ngư ông đắc lợi. Đã có người trồng cây, y không ngại thừa hưởng bóng mát, vì vậy y quyết định thuận thế mà làm, cũng lười chạy khắp nơi tìm kiếm Hạt Tử Bang gì đó một cách vu vơ. Phân chia ra một số người chờ đợi, Sơn Hải Bang bên ngoài, bọn y thủ ở bên trong, tùy cơ hành động. Y cũng không ngồi chờ không, đồng thời phái những nhân thủ chưa dùng tới đi thăm dò vẽ bản đồ địa đạo, nhằm chuẩn bị sẵn để về sau sử dụng hoặc có ích trong tương lai. Nếu đã tới đây rồi, cho dù cạnh tranh không được, cũng không thể tay không trở về. Một trận tiếng bước chân lộn xộn truyền đến, mấy người đang lắp ghép bản đồ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy thủ hạ Tâm Phúc Giang Khoát của Thân Vô không dẫn người áp tải mấy người vô cùng chật vật đến đây. Mấy người này không mặc đồng phục của bang phái, nên không nhận ra là người nào. Thân Vô không hất hất cằm về mấy người đó, âm thầm dò hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Giang Khoát cười nói, một đám người đang đào đường hầm, không biết muốn làm gì. Người của chúng ta nghe được tiếng động, kéo người đến thăm dò xem có chuyện gì, đụng phải, đánh nhau, giết chết mấy người, bỏ chạy mấy người, chỉ bắt được bốn người sống này. Bang chủ, ngươi đoán xem bốn tên này là ai? Thân Vô không, ta không làm chuyện nhàm chán như vậy. Giang Khoát cười bối rối, mặc dù bọn họ đã thay đổi y phục bang phái, nhưng lúc trước, khi các phái tập kết thì tất cả đều đã lộ mặt, phía bên chúng ta có người nhận ra bọn họ là người của Hạt Tử Bang. Hạt Tử Bang. Thân Vô không cảm thấy bất ngờ, đã hiểu vì sao Giang Khoát lại cười vui vẻ như vậy, việc này đúng là đi mòn giày sắt tìm không thấy. Có được lại chẳng phí chút công phu, lập tức hỏi, chẳng lẽ Hạt Tử Bang đã đắc thủ, muốn đào đường hầm rời đi. Giang Khoát, chắc là không phải,
người của chúng ta không nhìn thấy bang chủ Chu Khánh của Hạt Tử Bang bọn họ, hầu hết đều không có ở đó. Cũng không biết mấy tên này ở đó đào địa đạo để làm gì, vì vậy mới bắt về đây, còn chưa kịp thẩm vấn. Bốn người bị bắt hoặc chán nản, hoặc sợ hãi. Đúng vậy, bọn họ quả thực là người của Hạt Tử Bang, chính là thuộc nhóm 20 người lúc trước được Hạt Tử Bang phái đi Đoạn Hậu. Sau một phen chém giết, khi được Phi Ưng Bang giải cứu thì chỉ còn hơn 10 người, sau đó rút ra ngoài theo kế hoạch đã lập ra. Vì để không gây ra động tĩnh gì và tiện lợi nhất, bọn họ tự nhiên là đi theo con đường không có độc vật, dự định trở về theo đường cũ, rồi theo cửa hang trên núi lặng yên thoát thân. Nhưng bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ được chính là không biết ai đã đánh sụp địa đạo, bọn họ vốn tưởng rằng có thể lặng lẽ đi vòng rời đi. Nào ngờ vòng vòng tìm mấy con đường đều bị sụp đổ chặn lối, vòng mấy đường vẫn không thể thoát qua. Về sau, thực sự không còn cách nào khác, bọn họ mới chuyển đá đào hầm, không ngờ rất nhanh liền thu hút người tới, sau một phen sông pha, cuối cùng bị xa lưới. Cho dù đến bây giờ, bọn họ vẫn còn cảm thấy lần bị bắt này quá oan ức, theo lý thuyết. Bọn họ hoàn toàn có thể lặng yên rời khỏi thông qua mật đạo, nhưng không biết vì sao đột nhiên lại bị phong tỏa khắp nơi vậy chứ. Bọn họ cho rằng đây chính là chuyện tốt do đám khốn khiếp thiếu đạo đức này làm ra. Đào địa đạo là định đi ra ngoài sao? Thân Vô không quay sang hỏi bốn gã tù binh, thấy bốn người u ám im lặng không nói, y cười nhẹ, ung dung nói, dẫn đi thẩm vấn đi, tách ra thẩm vấn. Thẩm vấn xong so sánh, đối chiếu một chút, người nào khai ra trước, người nào thú nhận không có dấu giếm gì, người đó có thể sống. Ba tên còn lại, đưa cho Đằng Điệt làm quà đi, dù sao chúng ta cũng đã giết rất nhiều Đằng Điệt. Hay à, Giang Khoát cười ha ha, đáp lời, rồi xoay người phất tay với mọi người, còn ngây ra đó làm gì, kéo đi tách ra thẩm vấn đi. Bốn gã thành viên Phi Ưng Bang kiêm Hạt Tử Bang kinh hãi, nhưng mà thân bất do kỷ, bị người không cho phân trần trực tiếp kéo đi, Giang Khoát cũng đi theo kiểm soát. Cuộc thẩm vấn này không kéo dài quá lâu, rất nhanh liền có người giống như chút đậu từ trong ống đồng khai ra tất cả, kể lại toàn bộ quá trình tiến vào của Hạt Tử Bang, gặp được Sâm Kỳ Lân, bị Trấn Sơn Bang truy đuổi, được Phi Ưng Bang giải cứu, ngay cả chuyện mình là nội ứng của Phi Ưng Bang và cả việc Đồng Tại Thiên là do Phi Ưng Bang cài vào, tất cả đều khai hết. Chương 856, niềm vui ngoài mong đợi, 2. Giang Khoát cười vui vẻ đưa kết quả thẩm vấn đến. Thân Vô không xem xong cũng cười, có thể nói được một trận cười rất sảng khoải, đối với bọn họ mà, đây thực sự là một thu hoạch rất lớn ngoài mong đợi. Sau một trận cười to thoải mái, y cảm khái nói, ta vẫn luôn tự hỏi, tại sao nhìn chăm chú động tĩnh của mấy nhà kia, nhưng không nhìn ra được trò trống gì. Thậm chí còn khiến chính chúng ta phải bối rối đảo quanh, náo loạn nửa ngày, thì ra năm đại bang phái chúng ta đều trở thành đồ trang trí. Cộng lại hết tất cả cũng không bằng một Phi Ưng Bang nho nhỏ, vậy mà không nhà nào có thể cài được bất kỳ một ai vào Hạt Tử Bang. Giang Khoát cũng cất lời cảm khái, Đoạn Vân Du của Phi Ưng Bang này là một nhân tài a, thực sự là hảo thủ đoạn. Y lại có thể biến hơn 90% thành viên Hạt Tử Bang thành nội ứng của hắn, quả thực là đùa giỡn Hạt Tử Bang trong lòng bàn tay. Thân Vô không hừ một tiếng, đâu chỉ là đùa giỡn Hạt Tử Bang trong lòng bàn tay, mấy tên Chu Khánh đó chính là những con rối mà hắn đẩy ra trước sân khấu, hắn thì trốn ở phía sau màn. Hắn không chỉ chơi đùa với Hạt Tử Bang, chỉ có thể nói là người định không bằng trời định, nếu không phải chúng ta tình cờ bắt được mấy người sống này, vậy thì năm đại phái chúng ta thực sự cũng bị chơi đùa. Giang Khoát, bên người bị xếp vào nhiều gian tế như vậy mà không chút nào phát hiện ra, chỉ có thể nói tên Chu Khánh đó thật ngu xuẩn. Vậy mà còn tự cho mình là đúng, chui luồn khắp nơi, không biết rằng mình đã sớm bị người lột sạch nhìn chằm chằm rồi. Thân Vô không trầm ngâm lẩm bẩm, tại sao ta cảm thấy có gì đó không ổn trong việc này. Tên Đoạn Vân Du của Phi Ưng Bang đó vòng vòng một vòng lớn như thế chỉ vì để giúp Hạt Tử Bang giành lấy Đồng Tước Hồ hay sao? Cho dù thành công, hắn trốn ở phía sau thì có thể phân chia được bao nhiêu lợi ích? Lẽ nào sau khi chuyện thành công, hắn bắt giữ Chu Khánh, từ đó thu lợi hay sao? Giang Khoát hoài nghi nói, nghe bang chủ nói như thế, đúng là cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng những gì mấy tên này biết được chắc hẳn đều đã khai ra rồi. Nếu thật sự còn có bí mật trọng yếu nào đó, e rằng cũng chỉ có thành viên cấp cao của Phi Ưng Bang mới biết được. Thân Vô không hừ hừ nói, tên Đoạn Vân Du đó chắc chắn vẫn còn đang chui luồn trong lòng đất,
về sau bắt được phải nói chuyện tử tế với hắn mới được, như vậy chẳng phải sẽ biết được hết ư. Bây giờ, trước tiên đừng quan tâm tới, đã có cách tìm được hạt tử bang, chúng ta không cần tiếp tục lề mề tại nơi này. Nào, triệu tập nhân thủ đi gặp vị Chu lão đệ kia nào. Giang Khoát, kẻ cung khai đầu tiên đó nên xử lý thế nào? Thân Vô Không liếc mắt nhìn gã, khi sải bước rời đi thì ném lại một câu, ngươi xử lý đi. Giang Khoát âm thầm buông tiếng thở dài, nếu không phải có liên quan đến những bí mật đó, bọn họ còn có thể tha cho kẻ đó một con đường sống. Bây giờ thì chỉ có thể tự mình đi xử lý, bang chủ không thể làm chuyện nói không giữ lời ngay trước mặt thủ hạ, làm như vậy sẽ tạo ra hình ảnh bất lợi tại trong bang. Một bóng người khác áo choàng đen bước đi trong thông đạo tối tăm trong lòng đất, không dùng đến bất kỳ ánh sáng soi đường nào nhưng vẫn có thể đi lại tự nhiên trong hang động. Một khu vực hang đá sụp đổ xuất hiện tại phía trước, ngăn chặn đường đi của y. Người khoác áo choàng dừng bước tại trước đống đá vụn to to nhỏ nhỏ, trầm mặc một hồi, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng, có vẻ như đã cân nhắc xong, y bước tới một bước, theo đó đám đá vụn to to nhỏ nhỏ chặn kín phía trước lập tức tự động bay lên, lơ lửng trong không trung. Rồi bỗng nhiên đồng loạt bay vọt về phía y, khi bay tới gần trước người y thì chợt tách ra, lướt qua bên cạnh, rầm rầm rầm, rơi tại phía sau y. Có tảng đá thực sự quá to, không thể kịp tránh qua y, vì vậy trực tiếp đụng vào trên người y, vỡ ra thành nhiều mảnh, tản ra, lướt ra phía sau rồi rơi xuống. Y bước từng bước một tiến nhanh tới trước, những tảng đá chồng chất phía trước từng đống bay lên, rồi vù vù lướt qua bên người y, rơi xuống, chồng chất tại phía sau bước chân y, trong lòng đất ẩm ướt, động tĩnh, như thế không có tạo ra quá nhiều bụi bặm. Rất nhanh y đã vượt qua khu vực bị sụp đổ này, sau đó lắc mình biến mất tại trong thông đạo tối tăm phía trước. Đống đá vụn sụp đổ đó dường như chỉ vừa mới được di chuyển ra bên ngoài một khoảng cách mà thôi. Âm thanh ầm ầm vang lên dày đặc, xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh, không bao lâu liền yên ắng, im lặng. Phía bên ngoài khu vực sụp đổ, có mấy đốm sáng nghe tiếng động chạy tới, là người của Sơn Hải Bang, bọn họ chạy tới điều tra. Nhưng không phát hiện được gì, chỉ còn nhìn thấy được bụi mù mỏng manh trôi nổi, chứng tỏ nơi đây đã từng xảy ra chuyện gì đó. Sau khi bụi bặm đã rơi xuống hết, bang chủ Cố Nhân Sơn dẫn theo một nhóm người chạy đến, thấy hiện trường không có điều gì dị thường, quát hỏi, xảy ra chuyện gì? Những người chạy tới trước lắc đầu, không biết, không phát hiện thấy có người. Có lẽ là có người đang đào ở bên trong, hoặc là xảy ra sụp đổ lần hai. Cố Nhân Sơn nhắm mắt nghiêng tai lắng nghe một hồi, vẫn không phát giác được gì. Nhưng y cũng không dễ dàng buông lỏng, đích thân thủ tại nơi này chờ đợi. Bên ngoài vạn hác trì, trời đã gần tối, lại nhìn thấy dáng chiều hiện lên. Đứng ở bên ngoài lán trại, đám người Kỳ Nguyệt Lang chợt dồn dập quay đầu lại nhìn phía bầu trời. Nhìn thấy hai vị thiên lý lang dương cánh trên trời cao, từ bên trên có hai bóng người nhảy xuống, bay thẳng về phía mặt đất. Khi tới gần mặt đất, hai người lướt về phía bên này, phiêu nhiên rơi xuống tại bên cạnh đám người Cống Sơn Đường. Người tới không phải ai khác, chính là lão bản nương xinh đẹp của Thạch Tâm Cư trước đây, bây giờ là Ly Thiên Khách Sạn, Liên Ngư và tùy tùng tâm phúc hổ nữ của nàng ta. Đám người Cống Sơn Đường quay mặt nhìn nhau, không biết nữ nhân này chạy đến đây làm gì. Đối diện với Liên Ngư, bọn họ cũng không quá thuận tiện, vừa phải tôn trọng thể diện của thành chủ. Nhưng không thể đối xử như là thành chủ phu nhân, là chính thành chủ công khai không thừa nhận, bọn họ dám thừa nhận thay thành chủ hay sao? Kỳ Nguyệt Lang tiến tới chắp tay chào, lão bản nương, sao ngươi lại tới đây? Chuyện này trước đây chưa bao giờ xảy ra, y hoài nghi không biết có phải nữ nhân này đến đây vì tên to con kia hay không. Một ít việc riêng tư bên trong Thạch Tâm Cư, y không muốn hỏi đến, ngay cả thành chủ cũng không quan tâm, y cần gì phải mở to con mắt ra nhìn. Nhưng lúc trước có người muốn chen vào, cố ý vạch trần với y, cho nên y đại khái biết rõ nữ nhân này và tên to con Trương Tùy kia có tụ lại với nhau. Liên Ngư hơi gật đầu chào hỏi, nhìn xung quanh, hỏi, thành chủ đâu? Kỳ Nguyệt Lang hơi giật mình, ngươi tới tìm thành chủ sao? Liên Ngư cau mày, có ý gì, không tìm thành chủ, ta tới đây làm gì? Kỳ Nguyệt Lang vội xua tay thể hiện không có ý gì khác, trong lòng ít nhiều cảm thấy thư thái một chút, là tới tìm thành chủ thì tốt, nếu không cũng quá khó xử, cho dù thành chủ không quá quan tâm, nhưng trong lòng y vẫn không được thoải mái. Thực ra, không chỉ mình y cảm thấy khó xử, toàn bộ người của thành chủ phủ từ trên xuống dưới đều cảm thấy lúng túng với mối quan hệ giữa thành chủ và nữ nhân này.
bọn họ không hiểu được rốt cuộc thì thành chủ nghĩ như thế nào. Sau một câu lắm miệng, y lập tức nghiêm chỉnh trả lời, thành chủ không có ở đây. Liên Ngư kinh ngạc, phía bên thành chủ phủ nói thành chủ đã tới đây, tại sao lại không có? Phía bên thành chủ phủ nói như vậy sao? Kỳ Nguyệt Lang kinh ngạc, sau khi được trả lời xác nhận, y nhịn không được nhìn xung quanh, phía bên thành chủ phủ khẳng định sẽ không lấy thành chủ ra nói sằng nói bậy. Nếu bên đó đã nói thành chủ đến đây, thì khẳng định là trước khi rời đi, thành chủ đã nói như vậy. Y nhìn quanh một vòng, không nhìn thấy người, chỉ có thể lắc đầu đáp, chúng ta không gặp được. Liên Ngư cau mày, sở dĩ nàng ta chạy đến đây là bởi vì cảm thấy mình đã sai, cảm thấy lúc trước mình quá tùy hứng, không nên bực bội với Nhiếp Nhật Phục, không nên giấu giếm một ít tình hình trọng yếu. Vẫn là câu nói kia, nàng ta kết luận đứng phía sau đám người Dữ Khánh không phải loại tầm thường. Không biết Nhiếp Nhật Phục chỉ định địa điểm tranh đoạt tại đây có phải là trùng hợp hay không, nàng ta lo lắng Nhiếp Nhật Phục nắm giữ không đủ thông tin sẽ chịu thiệt thòi. Sau khi suy đi nghĩ lại, nàng ta trực tiếp mệnh lệnh, tung người tản ra xung quanh tìm thử xem có thấy thành chủ tại đây hay không. Nếu gặp được thì nói ta có thông tin quan trọng nói cho hắn biết. Kỳ Nguyệt Lang muốn nói gì đó rồi lại thôi, sau khi hơi chút do dự y vẫn phái người tản ra ngoài tìm kiếm. Vừa mới tới Vạn Hác Trì lần đầu tiên, Liên Ngư cũng đi tới bên bờ trì để quan sát, hồ nữ ở bên cạnh chợt nhỏ giọng nhắc nhở, lão bản nương, cửa hàng phía bên kia. Liên Ngư nghiêng đầu, thuận thế nhìn qua, nhìn thấy được một cửa hàng thiêu sơn lang lẻ loi trên sườn núi, cũng nhìn thấy được tên mập mạp lắc lư bên ngoài cửa hàng. Suy nghĩ một chút, nàng ta xoay người chậm chậm đi đến. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 857, 9 cửa hang động, 1. Tại bên bờ Vạn Hác Trì, Nam Trúc lòng dạ sầu lo đi lại không yên, rồi chợt nhìn thấy một nữ nhân dáng người yểu điệu đi tới. Phong thái uyển chuyển quyến rũ của nàng ta tức thì khiến tinh thần gã tỉnh táo lại, cũng tạm thời gác lại sự lo lắng trong lòng. Gã cảm thấy lão thập ngũ rất tinh danh, sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện như vậy. Gã còn thuận tay chỉnh đốn lại quần áo, để cho tư thế đứng của mình trông có vẻ cao hơn một chút. Gã cũng không quên âm thầm liếc nhìn vào trong cửa hàng, quan sát một chút, sợ Bách Lý Tâm nhìn thấy sẽ suy nghĩ nhiều. Nhưng sau khi chăm chú nhìn thấy rõ người đến là ai, gã lập tức từ bỏ việc thể hiện phong độ của mình, bởi vì không cần. Gã nhận biết Liên Ngư, lúc trước lần đầu tiên đi đến Thạch Tâm Cư tại Bách Trượng Đình, gã đã nhìn thấy Liên Ngư ngồi ở trong kiệu đi vào cửa khách sạn. Lúc đó, sư huynh đệ ba người tụ cùng một chỗ, giờ sợ Liên Ngư sẽ nhận ra mình, gã lập tức xoay người, đối diện với Vạn Hác Trì, ngắm nhìn ánh trời chiều, về phần mỹ nữ, không có gì để coi. Đương nhiên, đây là bởi vì gã không biết Mục Ngạo Thiết và Liên Ngư có một chân, nếu không chưa chắc đã làm như vậy. Phía bên Dữ Khánh cũng không có nhiều chuyện nói cho gã biết, không phải là không muốn nói cho biết, mà không tiện, mỗi lần hai bên chạm trán. Bên này đều là Bách Lý Tâm đi gặp mặt, Dữ Khánh làm sao tùy tiện nhiều chuyện với Bách Lý Tâm về loại chuyện này, từ trước đến nay chỉ nói chính sự. Gã vốn tưởng rằng Liên Ngư chỉ tiện thể đi tới đây nhìn xem, sẽ không đi đến gần, cho dù có đi đến đây thì cũng sẽ đi lướt qua mình. Nhưng gã không ngờ tới chính là, khi Liên Ngư đi tới gần bên mình thì dừng lại, chỉ dừng lại cách gã khoảng một trượng, cũng đứng ở bên vách đá nhìn hoàng hôn. Thỉnh thoảng chợt có gió nhẹ thoảng qua, mỹ nhân thướt tha, tà áo tung bay dưới tia nắng, giống như tranh vẽ. Thoáng bay theo gió còn có mùi thơm cơ thể thoang thoảng, Nam Trúc thỉnh thoảng mấy lần len lén liếc nhìn. Có một lần không khéo chính là, Liên Ngư đột nhiên quay đầu nhìn sang, đối diện với ánh mắt nhìn lén của gã, nàng ta lên tiếng hỏi, chúng ta phải chăng đã từng gặp nhau? Ách, Nam Trúc lập tức lắc đầu phủ nhận, không có. Liên Ngư a một tiếng, cũng không nói thêm gì nhiều, nhưng vẫn đứng tại đó tiếp tục ngắm dáng chiều, dường như không có ý định rời đi. Trên thực tế, nàng ta chính là muốn quan sát, nhìn xem những hành động ngoài sáng trong tối của đám người Dữ Khánh đến cùng là định làm gì, muốn từ đó nhìn ra chút manh mối. Bồi ở phía sau, hồ nữ chậm rãi lay động đuôi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía cửa hàng. Ở chỗ sâu trong lòng đất, sau khi đi được một đoạn dài vẫn không thấy lối rẽ nào. Đám người Dữ Khánh nhận thấy con đường phía trước càng ngày càng rộng rãi, bốn vách hang động cũng có vẻ càng ngày càng ẩm ướt. Có cảm giác giống như là những con đường nhỏ như mê cung phía trước đều là bị khô héo mà co rút lại,
còn nơi này mới là bộ dáng vốn có của thông đạo trong lòng đất. Đi tới phía sau, hai đội nhân mã đã có thể cùng đi song song. Bỗng nhiên, mọi người đều dồn dập dừng lại, phía trước, vốn không xuất hiện phân nhánh thì thôi, vừa xuất hiện phân nhánh thì có đến 9 nhánh rẽ. Có nghĩa là, phía trước con đường này xuất hiện 9 lối đi khác nhau, 9 cái lối vào rất lớn. Dữ Khánh vô thức thoáng nhìn về phía Đoạn Vân Du, đoán chừng vị này hẳn cũng biết xào huyệt của Thiềm Vương ngay tại phía trước. Hắn muốn biết vị này giả bộ hồ đồ đến bây giờ, kế tiếp sẽ làm như thế nào, thật sự muốn giúp Trấn Sơn Bang cướp đoạt đồng tước hồ hay. Sao? Đây cũng là nguyên nhân hắn có thể thành thật dẫn đám người đến nơi này. Hắn cảm thấy tên khốn Đoạn Vân Du này khẳng định còn kìm giữ hậu chiêu gì đó. Ngụy Ước thì nhìn về phía Dữ Khánh, rõ ràng cho thấy đang chờ đợi lựa chọn đường đi. Dữ Khánh phất tay ra hiệu, bảo người ném hết độc vật mang theo ra, mấy người nghe theo, tiến tới, chia ra ném hết đám độc vật vào trong 9 cái lối đi. Nhưng tình hình lần này rõ ràng không giống lúc trước, toàn bộ độc vật bị ném vào trong bỗng nhiên tất cả đều quay đầu lại bỏ chạy. Điên cuồng chạy trốn ngược theo đường đi đến, dù cho biết rõ phía trước có một đống người vừa mới bắt chúng nó, 9 cái lối đi đều như thế, không có ngoại lệ nào. Ngụy Ước thoáng sửng sốt, chợt hai tay giang ra, cách không đẩy một cái, toàn bộ độc vật chạy ra ngoài lại bị đẩy bắn về trong 9 lối đi. Kết quả vẫn giống như vừa rồi, rất nhanh tất cả đều chạy trốn ngược lại. Lần này Ngụy Ước không tiếp tục ngăn cản độc vật bỏ chạy nữa, nhìn chăm chú về phía Dữ Khánh quát hỏi, chuyện gì vậy? Một đường đi đến, nhìn cũng đã nhìn rõ rồi, y biết dùng độc vật mới là cách lựa chọn con đường đi đúng, bây giờ tình hình đột nhiên thay đổi, y tự nhiên trở giọng. Đối với điều này, Dữ Khánh không ngạc nhiên chút nào, căn cứ vào nội dung ghi chép trong sách cổ, đi đến nơi này, dùng độc vật để thử là vô hiệu. Hắn chỉ muốn kiểm chứng lại mức độ chính xác ghi chép trong bút ký, dù sao trên đường đi cũng đã bắt đám độc vật này tới đây, tự nhiên là muốn thuận tay thử xem. Dữ Khánh, không có gì, chỉ để kiểm chứng xem, đi con đường nào đều có thể đi đến cuối cùng. Ngụy Ước cảnh cáo, tốt nhất đừng có giở trò gì. Dữ Khánh than thở, ta nào dám giở trò gì. Đúng rồi, cuối mấy con đường này chính là xào huyệt mà Thiềm Vương ẩn thân, Ngụy bang chủ phải cẩn thận. Nghe nói phía trước chính là mục đích, Ngụy Ước tinh thần phấn chấn, cũng trở nên cao độ cảnh giác, phất tay sai khiến, vậy thì mau dẫn đường. Dữ Khánh trực tiếp từ chối, thực lực của Thiềm Vương đó rốt cuộc như thế nào, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Không nói lời gì rõ ràng, chỉ phất tay tỏ ra yếu kém, biểu thị thực lực Hạt Tử bang không được, ra hiệu thực lực Trấn Sơn bang mạnh hơn, đi mở đường đi. Ngụy Ước trách mắng, đừng có nói nhảm, Nhiếp thành chủ không có khả năng đưa ra một thử thách mà mọi người không hoàn thành được. Đừng có rông dài nữa, Hạt Tử bang đi trước dẫn đường. Dữ Khánh quả thực không biết thực lực Thiềm Vương sâu cạn như thế nào, bây giờ bị người cưỡng ép nhưng không thể động tác dư thừa. Hắn không thể để cho người bên mình đi trước gánh mạo hiểm, làm như vậy, nếu xảy ra chuyện sẽ không có chút cơ hội nào để cứu vãn, hắn lập tức kiên quyết phản đối. Cũng không phải là như vậy, Nhiếp thành chủ quả thực không có khả năng đưa ra nhiệm vụ mà mọi người không hoàn thành được, nhưng đó cũng chỉ là đối với năm đại phái các ngươi mà. Thôi, còn với Hạt Tử bang chúng ta thì chưa chắc. Chương 858, 9 cửa hang động, 2. Ngụy Ước vừa định nói mấy lời kiểu như nếu nhưng các ngươi đã dám đến đây thì nhất định có cách, nào ngờ Dữ Khánh lại chỉ đến 10 tên bang chúng Trấn Sơn bang đang bị giữ làm con tin. Mấy người bên ta còn phải khống chế con tin, vạn nhất có chuyện gì ngoài dự kiến, nhất định sẽ ném người lại bỏ chạy trước. Ngụy bang chủ sẽ không muốn để cho những huynh đệ không có năng lực phản kháng của mình đi chịu chết chứ. Nghe hắn nói những lời này, 10 tên nhân viên Trấn Sơn bang bị giữ làm con tin kia lập tức dõi đôi mắt trông mong nhìn Ngụy Ước. Những ánh mắt đó liền khiến cho Ngụy Ước quay đầu lại nhìn đến phải nghẹn ngào không nói nên lời. Ánh mắt ba người Phạm Cửu, Mạt Lị và Cao Trường Đài chạm nhau, không thể không thừa nhận, có đôi khi tuy rằng cảm giác vị bang chủ trẻ tuổi này làm việc rất không đáng tin cậy, khiến người ta cảm thấy quá tùy hứng, nhưng tại thời khắc mấu chốt, năng lực ứng biến của hắn vẫn rất nhanh nhạy. Trong ánh mắt Đoạn Vân Du nhìn về phía Dữ Khánh lộ ra nét thận trọng, y biết Dữ Khánh biết rõ mình cũng biết xào huyệt của Thiềm Vương. Nhưng đến bây giờ vẫn không vạch trần với Ngụy Ước, y không biết hắn có ý gì, là không nhớ sao. Trước mắt bao nhiêu người, Ngụy Ước hơi bối rối một lúc, rồi quay đầu lại phất tay với người của mình ở phía sau, nói, cử một đội đi dò xét.
Vì vậy một nhóm người Trấn Sơn Bang tiến tới trước, cẩn thận từng ly từng tí đi vào lối đi ở chính giữa. Những người khác tạm thời chưa hành động, lẳng lặng chờ đợi. A, à, bỗng nhiên, bên trong vang lên một tràng âm thanh thê lương thảm thiết, trong đó còn xen lẫn tiếng khóc, có nam, có nữ. Âm thanh sắc bén, có sức xuyên thấu rất mạnh, khiến những người nghe rợn tóc gáy, sợ đến nỗi một đám người cầm huỳnh thạch trong tay đang bước đi trong thông đạo chính giữa phải dừng bước nhìn xung quanh. Ánh sáng huỳnh thạch đột nhiên hỗn loạn làm cho những bóng người in trên vách hang dao động theo. Trông giống như vô số yêu ma quỷ quái nhào tới, cùng với những âm thanh gào thét rợn người, khiến hiện trường trở nên hoảng loạn. Một đám người tinh nguyệt bang đang di chuyển đột nhiên dừng lại, cô Dương nhấc tay ra hiệu dừng. Bang chúng Kim Thiền bang đang hành tẩu cũng đột nhiên dừng lại, Trầm Kim Thiền đứng trong đám người cảnh giác nhìn xung quanh. Toàn bộ Thiên Hồng bang đang đi nhanh cũng dừng lại, Thân Vô Không kinh nghi nghiêng tai lắng nghe, muốn xác nhận xem âm thanh từ đâu tới. Âm thanh quỷ dị, người ở sâu trong địa đạo đều nghe được, khiến cho mọi người có cảm giác dường như mình đang đến gần địa ngục. Đang chặn lại bên ngoài đống đá vụn sụp đổ, Cố Nhân Sơn cũng nhíu mày nghiêng tai lắng nghe, cho dù thông đạo đã bị chặn kín, nhưng âm thanh dị thường đó vẫn loáng thoáng truyền ra qua các khe hở tảng đá. Bên ngoài chín lối vào thông đạo, một gã nhân viên Trấn Sơn bang chợt hô to, bang chủ, chính là âm thanh này. Lúc trước đi xuống dò đường, chúng ta đã nghe được âm thanh này. Ngụy Ước lập tức quay đầu lại hỏi Diễu Khánh, đó là chuyện gì vậy? Diễu Khánh nào biết được, trong sách cổ cũng không có ghi chép điều này, hắn vô thức nhìn về phía Đoạn Vân Du, nhìn thấy y cũng cau mày có vẻ không hiểu được, hắn lập tức lắc đầu nói, không biết. Ngụy Ước hỏi, lão bản nương không nói điều này sao? Diễu Khánh giang hai tay ra, thể hiện thật sự không biết. Ngụy Ước do dự một chút, nếu như hắn nói là thật, có lẽ cũng không có nguy hiểm gì, nếu không, lão bản nương nhất định sẽ báo cho biết trước. Y lập tức lại phất phất tay với những người đã tiến vào trong thông đạo phía trước, thúc giục mọi người đi tiếp. Vì vậy, nhóm người đó chỉ có thể nỗ lực kiên trì tiếp tục đi tới trước, đi về phía những âm thanh quỷ dị kia. Mọi người đều có thể nhận ra được, âm thanh đó chính là từ phía trong chín thông đạo này truyền ra. Diễu Khánh chợt cất tiếng hỏi, Ngụy bang chủ, theo lời các ngươi nói chuyện với nhau vừa rồi, lúc trước đi dò đường đã có nghe được âm thanh này hay sao? Ngụy Ước ừ một tiếng, lại bổ sung một câu, khi chúng ta đi xuống thì không còn nữa. Diễu Khánh hiểu rồi, âm thanh quỷ dị này không phải một mực duy trì, khi có khi không, có lẽ hồi đó, khi người viết bút ký đi xuống đây thì có thể đúng vào lúc âm thanh đó không vang lên. Hắn chợt quay đầu nhìn lên đầu vai mình, dường như bởi vì bị âm thanh này kích thích, đầu to đã bò ra, nằm tựa tại trên đầu vai hắn, ngẹo đầu nhìn. Bây giờ hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào về đầu to, hắn chỉ cảm thấy, sau khi đi ra khỏi tiên phủ của Bách Hoa Tiên Tử, nó không giống trước. Có cảm giác thường xuyên ru rú trong nhà, dù cho thả ra nó cũng không thích bay lung tung khắp nơi nữa, thường xuyên lặng im giống như đã chết vậy, còn thường giả làm cương thi. Giang mở ra hai cánh, ánh sáng đỏ lưu chuyển liên tục trên các vết rạn bên ngoài cơ thể và đôi khi nó có thể duy trì bất động một động tác mấy ngày liên tục mà không ăn không uống. Vấn đề lớn nhất là, khi nó giang cánh ra cứng đờ bất động thì nhiệt độ bên ngoài cơ thể càng ngày càng cao, đã không thể trực tiếp đặt lên các loại vật dụng như bàn gỗ được nữa. Trên thế gian này rất ít người biết về hỏa tất xuất, hiểu về nó càng ít, có lẽ là không có người nào, hắn cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Không biết nên tìm ai để hỏi cho rõ, không biết có phải khi hỏa tất xuất phát triển thì tất nhiên sẽ xuất hiện loại tình huống này hay không. Ánh sáng và bóng người tiến vào thông đạo hoàn toàn biến mất, nhưng âm thanh quỷ dị kia vẫn chưa dừng, vẫn tiếp tục vang lên với những âm điệu rợn người khác nhau. Mọi người chờ đợi tại bên ngoài, đợi một hồi lâu sau, chợt nhìn thấy bên trong một cái thông đạo khác xuất hiện ánh sáng, khiến mọi người như lâm đại địch. Nhưng đến khi ánh sáng tới gần, mọi người mới phát hiện ra đó. Chính là những nhân viên Trấn Sơn bang lúc trước đi vào điều tra theo con đường ở giữa, đám người đó nhìn thấy bọn họ thì rõ ràng cũng có chút ngạc nhiên, rất nhanh tới đây chạm mặt. Ngụy Ước hỏi, như thế nào, có nhìn thấy Thiểm Vương hay không? Người dẫn đội lắc đầu, không có. Ở phần cuối có một không gian thật lớn, chúng ta tìm kiếm khắp một lần, nhưng không thấy có Thiểm Vương gì đó. Nhìn thấy có mấy con đường khác liền chọn một cái tiếp tục lục soát, không nghĩ tới lại đi ra đến đây. Xem ra mấy con đường khác quả thực là thông với nhau. Ngụy Ước lập tức quay đầu lại chất vấn Diễu Khánh, chuyện gì xảy ra? Diễu Khánh cũng có chút không hiểu, hỏi người dẫn đội kia, ngươi xác định bên trong không có Thiểm Vương? Không có.
Người dẫn đội rất chắc chắn, rồi hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy nếu chúng ta phát hiện rồi giấu giếm thì có ý nghĩa gì sao? Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 859, trăm sông đổ về một biển. Thấy đối phương hiểu lầm ý của mình, Dữ Khánh khoát tay áo đáp lại, ta chỉ muốn xác nhận lại mà thôi. Hắn thật sự không cảm thấy đối phương đang lừa gạt mình, chuyện cho tới bây giờ gã cũng không cần phải lừa gạt hắn. Theo nội dung ghi chép trong sách cổ, chắc hẳn sẽ là không sai, bên trong chính là xào huyệt của Thiềm Vương. Hắn không khỏi vuốt vuốt chút ria mép trầm ngâm suy nghĩ, chẳng lẽ Thiềm Vương đang lang thang trong các thông đạo trong lòng đất? Hay là chỉ có con Thiềm Vương đã bị giết chết được ghi chép trong sách cổ mới chọn nơi này làm tổ, Thiềm Vương sau đó chướng mắt nơi này? Nhưng nhìn quy mô của 9 lối vào thông đạo trước mắt, rõ ràng đẳng cấp cao hơn những lối đi khác trong lòng đất, Thiềm Vương có thể chướng mắt nơi này sao? Theo lý thuyết, yêu tu đã thông linh trí, tầm mắt cũng sẽ cao hơn mới đúng. Trong vô thức, hắn lại liếc nhìn sang Đoạn Vân Du, không biết người cũng đã từng nhìn xem sách cổ này có cao kiến gì. Đoạn Vân Du rất kín đáo làm một động tác lắc đầu, thể hiện mình cũng không biết có chuyện gì đang xảy ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bất kể là địch hay ta, hai người rất hiểu ý nhau, ánh mắt hơi chạm vào nhau rồi lại tách ra. Sau khi suy đi nghĩ lại, Diễu Khánh đưa ra quyết định, cất tiếng kêu gọi người của Hạt Tử Bang, đi, chúng ta đi nhìn xem. Người của đối phương vừa đi dò đường xong, không gặp nguy hiểm gì, bên hắn cũng sẽ không có gì phải lo lắng quá nhiều. Người lo hộ vệ thì vẫn tiếp tục hộ vệ, người kiểm soát con tin thì vẫn tiếp tục gác đao kiếm trên cổ con tin. Không dám buông lỏng chút nào, vừa cao độ đề phòng Trấn Sơn Bang, vừa tiếp tục theo sau lưng Diễu Khánh. Lần này Ngụy Ước không tiếp tục ngồi không tại đây chờ đợi, cũng sẽ không để cho đám người Diễu Khánh thoát khỏi tầm mắt mình, y liền phất tay kêu gọi những người khác cùng đi theo. Không biết có phải do liên tục bị những âm thanh kêu gào thê lương không ngừng ảnh hưởng đến tâm tình hay không, mà những hình bóng chiếu rọi ra trên vách hang động có vẻ đầy yêu quái ma mị. 9 cái thông đạo đều rất rộng rãi, đủ cho mấy chiếc xe ngựa cùng chạy song song, mặc dù không bằng phẳng nhưng có sự sáng bóng như được mài nhẵn mịn, giống như là bề mặt hang động được nước cọ rửa. Thông đạo thẳng tắp, không thấy có chút độ cong nào. Sau khi đi được khoảng chừng một dặm đường, một đám người đi đến phần cuối, ra khỏi thông đạo, bước vào trong một không gian rộng lớn hơn. Đây là một không gian hang động thực sự, có rất nhiều thạch nhũ đan xen cài răng lược với nhau. Đi tới bên trong, Diễu Khánh quay đầu lại nhìn quanh, phát hiện thấy những cửa hang động thật lớn, hẳn là tương ứng với 9 lối đi kia, đội dò đường vừa rồi từng theo một con đường khác để đi ra ngoài. Phía trước có rất nhiều thạch nhũ kích thước to to nhỏ nhỏ khác nhau không biết bị cái gì phá hư, nằm rải rác trên mặt đất, lộ ra cảm giác âm trầm quỷ dị rợn người. Nhất là còn kèm thêm các loại âm thanh thê lương thảm thiết văng vẳng nơi đây, giống như có lối vào địa ngục ẩn giấu tại một ngóc ngách nào đó trong này. Nơi mọi người đi qua, ánh sáng huỳnh thạch trong tay chiếu lên những thạch nhũ hình dáng khác nhau tạo ra bóng đổ kỳ quái hỗn loạn, như ma như quỷ bám theo không ngừng gào khóc thảm thiết bên tai, như bóng với hình. Ngụy Ước đang cảnh giác nhìn xung quanh chợt cất tiếng hỏi thủ hạ, các ngươi xác định nơi này không có Thiềm Vương. Người dẫn đội lúc trước đáp, bang chủ, thật sự không có. Thực ra nơi này cũng không phải quá lớn, rất dễ dàng lục soát hết. Bất kể gã nói như thế nào, nếu đã tới đây rồi, mọi người chỉ có thể lục soát lại một lần. Trần Sơn Bang có rất nhiều người, mấy trăm người tản ra tìm kiếm, chỉ chốc lát liền lục soát sạch sẽ toàn bộ các ngóc ngách. Ngay cả các vách hang động cũng được thi pháp dò xét qua, nhưng vẫn không phát hiện thấy Thiềm Vương. Sau khi tập hợp thông tin, Ngụy Ước bực tức, quát to với Diễu Khánh, Thiềm Vương đâu? Ngay cả một con độc vật hay một vật sống cũng không có, làm gì có Thiềm Vương? Diễu Khánh làm sao biết được, hắn chỉ biết rằng nơi này đã từng là xào huyệt của Thiềm Vương, địa hình địa mạo trùng khớp với những gì được ghi chép trong sách cổ. Mặt khác, hắn suy đi nghĩ lại nhiều lần, cảm thấy Thiềm Vương hiện tại chắc hẳn cũng ở tại nơi này, không sai. Theo ghi chép trong sách cổ, sở dĩ độc vật lẩn tránh con đường kia hẳn là vì có khí tức của Thiềm Vương. Như vậy, tình hình trên đường bọn hắn tiến tới chứng tỏ phương thức tìm kiếm đường đi của bọn hắn là đúng. Cho dù con đường này không giống với thời cổ đại, nhưng phương thức truy tung theo khí tức của Thiềm Vương là sẽ không sai. Nếu cuối cùng đã tìm được đến đây, vậy thì chứng tỏ Thiềm Vương quả thực ở tại nơi này, nhưng bây giờ không thấy,
là trốn đi đâu rồi hay sao? Ta hỏi ngươi đó, bị điếc hả? Ngụy Ước gầm lên. Lương Bản nghịch, nghịch chiếc phiến trong tay tươi cười vui vẻ đổ thêm dầu vào lửa, không phải là đang giả vờ câm điếc à? Dữ Khánh không quá đặt nặng sự bức ép của Ngụy Ước, ngay trước mắt bao người, nhất là tại ngay trước mắt một đám thành viên Trần Sơn Bang. Hắn không tin Ngụy Ước có thể không để ý đến sinh tử của một đám huynh đệ đang làm con tin bên mình, ít nhất là không dám tùy ý hành động. Khi đã nắm được 10 con tin Trần Sơn Bang vào trong tay, hắn đã bình tĩnh rồi, về phần người ta nóng nảy thích gào giống mấy tiếng. Thì cứ để cho người ta giống đi, cũng chẳng mất gì, dù sao mình cũng đánh không thắng người ta. Hắn không chút hoang mang nhìn xung quanh, chợt chỉ về phía mấy cái thông đạo. Ngụy bang chủ, phái người đi xem xét bên trong các thông đạo đó đi, để xem nó có trốn ở trong thông đạo hay không. Ngụy Ước thuận thế nhìn qua, cảm thấy có lẽ có khả năng đó, y lập tức phất tay cất tiếng kêu gọi, chia ra mấy đội đi xem đi. Thủ hạ Tâm Phúc Vinh Giật của y lập tức hạ lệnh phái người, nhóm các ngươi đi. Chia ra 9 đội đi nhìn xem. Có người hỏi to, thông đạo này vừa mới tiến vào, không cần xem lại đúng không? Lập tức lại có người cất tiếng bảo vệ quyết định của Vinh Giật, vạn nhất Thiểm Vương thừa dịp chúng ta đã tiến vào, lại từ lối đi khác để vòng vào thì sao chứ? Làm trò cười ngay tại trước mặt một đám người ngoài, Vinh Giật trầm giọng nhấn mạnh lên, không bỏ qua bất kỳ con đường nào, chia ra 9 đội. Hiện trường tức thì không còn ồn ào, gần 100 người, chia ra làm 9 đội, tiến vào trong 9 cái lối vào, mọi người nhìn theo. Kết quả 9 đội người chỉ tương ứng với 8 lối đi, 8 đội đã tiến vào trong, còn có một đội rơi vào hỗn loạn. Rất nhanh sau đó, người lĩnh đội quay lại hô to, bang chủ, không phải 9 lối vào, chỉ có 8 cái. Những người nhìn theo đã phát hiện thấy khác thường, dồn dập chạy đến đây, đều ở gần đưa mắt nhìn xung quanh. Lúc trước khi tiến đến thì chỉ nhìn thấy đại khái số lượng không khác nhau, hơn nữa, ánh sáng huỳnh thạch không có khả năng chiếu sáng được xa như vậy. Trong hoàn cảnh tối tăm mọi người nhìn không rõ lắm, trong vô thức đều cho rằng số lượng tương ứng với 9 lối vào ở bên ngoài. Bây giờ tập trung đếm lại, mới phát hiện thấy quả thực chỉ có 8 lối vào. Ngụy Ước có phần không dám xác định, hỏi người bên cạnh, lúc trước ở bên ngoài, chúng ta đếm thấy có 9 lối vào sao? Chắc là vậy. Đúng vậy, là 9 cái, ta đã đếm rồi. Ta cũng đếm rồi, quả thực có 9 cái lối vào. Có nhiều người như vậy xác nhận, mọi người lập tức nhận ra được một việc, bên ngoài có 9 lối đi, chỉ có 8 cái thông tới nơi này, vậy còn một cái dẫn đến đâu chứ? Ngụy Ước lập tức quay đầu nhìn tới Dữ Khánh, trầm giọng hỏi, không phải ngươi nói 9 con đường đều có thể thông tới sao? Lối đi còn lại kia thông tới nơi nào? Dữ Khánh cũng sửng sốt, ta thật sự không biết, ta cũng là lần đầu tiên. Đến đây, tại đây, Đoạn Vân Du và Mục Ngạo Thiết đều biết rõ hắn không có nói dối, cả hai người đều đã đọc qua sách cổ. Ghi chép trong đó quả thực nói rằng 9 cái thông đạo đều nối thẳng đến sào huyệt của Thiểm Vương. Ngụy Ước không quan tâm Dữ Khánh có nói dối hay không, trước tiên nói người thi pháp điều tra vách đá tại bên cạnh thông đạo, để xem có lỗ hổng nào bị phong ấn hay không. Kết quả là không có, ít nhất là bọn họ không tìm thấy. Một đám người tức thì không thể đứng yên được nữa, bất kể là Trấn Sơn Bang hay là Hạt Tử Bang, lập tức vội vã chạy về đầu bên kia. Hạt Tử Bang không muốn chạy theo cũng không được, Ngụy Ước không để cho bọn hắn thoát khỏi khống chế, không thể để cho bọn hắn khuất khỏi tầm mắt. Sau khi ra ngoài, vừa chạm mặt với 8 nhóm người đi dò đường vừa rồi, Ngụy Ước lập tức liền hỏi, Thiểm Vương có trốn trong cái thông đạo nào hay không? Thực ra y cũng biết mình hỏi điều này chỉ là lời vô nghĩa, không có một chút động tĩnh đánh nhau nào, Thiểm Vương có thể ngoan ngoãn như vậy sao? Nhưng y vẫn hỏi, không có, không phát hiện được gì. Cũng giống như lối đi đã đi qua lúc trước, trống không. Ngụy Ước quay đầu lại đếm kỹ mấy lần, phát hiện thấy không sai, quả thực là có 9 lối vào, y liền hỏi lại, các ngươi đi ra từ lối nào? Ta ra từ lối bên trái này, chúng ta là lối kia. 8 nhóm người, sau khi mỗi nhóm chỉ ra lối đi mà mình đã đi ra, ánh mắt mọi người dồn dập tập trung vào lối vào thứ 3 bên trái, vừa rồi. Không có ai ra vào thông đạo này, hầu như tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ, chẳng lẽ thông đạo này mới thực sự thông tới sào huyệt của Thiểm Vương sao? Đi! Ngụy Ước phất tay ra hiệu cho một nhóm người đi trước mở đường, sau đó mới dẫn những người khác đi theo vào. Không bao lâu sau, mọi người rất nhanh liền đi đến cuối cùng. Dưới ánh sáng huỳnh thạch trong tay, mọi người quan sát khắp nơi. Sau đó, vẻ mặt của mỗi người hoặc là sửng sốt, hoặc là ngạc nhiên,
hoặc hoài nghi, hoặc mờ mịt không hiểu. Khung cảnh trước mắt nhìn rất quen mắt, không phải là sào huyệt của Thiềm Vương mà bọn họ đã đến vừa rồi sao? Hầu như không cần phải xác minh, mọi người quay đầu lại nhìn liền biết, sào huyệt này với 8 cửa vào hiện rõ trước mắt. Đây là chuyện gì? Vốn vẫn luôn giữ vẻ mặt tươi cười, lúc này Ngụy Ước đột nhiên bực dọc, quay đầu lại nổi giận mắng đám người xung quanh, mắt bị mù hết rồi hả? Ngay cả việc đi ra từ lối nào cũng không nhớ được sao? Đầu lĩnh 8 đội lúc trước cũng bị tình hình này làm cho do dự, cảm thấy mình không có nhớ lầm, nhưng lại không dám khẳng định. Ngay cả Dữ Khánh cũng có chút nhìn bọn họ không vừa mắt, ngay cả việc này mà cũng có thể sai lầm. Còn ngay ra đó lãng phí thời gian làm gì, sợ bốn nhà khác không kịp đến tranh đoạt cùng chúng ta sao? Ngụy Ước hùng hùng hổ hổ mắng một câu, sau đó lại giống lên, quay trở lại một lần nữa. Đi, nhớ kỹ vị trí lối ra cho ta. 8 nhóm người lại tách ra, thành thành thật thật chui vào từng cái lối đi. Những người khác cũng không rảnh rỗi, lại cùng theo Ngụy Ước chọn một lối đi vào. Khi đám người đi ra khỏi thông đạo, nhìn thấy 8 nhóm người kia đều đứng ngay tại cửa thông đạo, không có hoàn toàn đi ra ngoài, đều dùng bản thân mình làm đánh dấu đường. Dữ Khánh nhìn thấy vậy thì khẽ gật đầu, lần này chắc hẳn sẽ không xuất hiện sai lầm nữa. Kết quả lần này là lối vào thông đạo thứ hai bên trái không có người, hiển nhiên là lúc trước đã nhớ lầm, Ngụy Ước nhịn không được lại cất tiếng mắng, các ngươi tự mở to mắt mà nhìn cho kỹ. 8 đội dò đường lặng ngắt như tờ, người không ít cúi đầu xuống, hổ thẹn không dám nói lời nào. May mà lúc này Ngụy Ước không có thời gian rảnh rỗi để tính toán với bọn họ, y lại phất tay nói một tiếng đi. Một đám người lại giống như lúc trước, xông vào điều tra. Tuy nhiên, sau khi vượt qua thông đạo, đi đến cuối cùng, từng đám người tay cầm huỳnh thạch soi sáng lại toàn bộ trợn tròn mắt. Khung cảnh trước mặt giống y hệt như những gì bọn họ nhìn thấy trong 2 chuyến trước đây, vẫn là sào huyệt của Thiềm Vương mà bọn họ nhìn thấy lúc trước. Từng người lục tục quay đầu lại, nhìn thấy vẫn là 8 lối vào kia. Vì vậy mọi người đều cứng tại nguyên chỗ, giống như tượng đá, hiện trường chỉ còn có âm thanh gào khóc thảm thiết liên tục không ngừng kia là đặc biệt sinh động. Tất cả đều kinh ngạc, đều sửng sốt, đây là chuyện gì xảy ra? Lần này không có khả năng còn nhớ sai lối vào. Tìm không được đáp án, Ngụy Ước chỉ có thể tìm Dữ Khánh, y cắn răng hỏi, Chu lão đệ, đây là ý gì? Dữ Khánh nào biết được là có ý gì, hắn chỉ biết theo những xảy ra, ghi chép trong sách cổ quả thực không sai. 9 cái thông đạo đều có thể thông tới sào huyệt của Thiềm Vương, nhưng trong đó không có ghi chép tình hình quỷ dị này. Hắn suy nghĩ một hồi, cũng không tìm ra manh mối gì, lớn tiếng nói một câu, Ngụy bang chủ. Nói mọi người đi lại một lần nữa, lần này chia người ra làm 9 nhóm, cùng lúc đi vào 9 cái lối vào xem sao. Chương 860, Hội tụ 1. Đây cũng là một giải pháp, mấu chốt là Dữ Khánh một mực khẳng định rằng mình cũng không biết có chuyện gì xảy ra, Ngụy Ước lúc này có cãi cọ với hắn cũng không làm được gì. Hơn nữa, 9 cái thông đạo này quả thực có kỳ quái, y cũng muốn đích thân kiểm tra thực hư xem đây là chuyện gì xảy ra. Y lập tức phất tay ra hiệu, dẫn mọi người quay trở ra bên ngoài. Tuy nhiên đi chưa được mấy bước, y chợt dừng lại, nhấc chân lên đạp xuống mặt đất, rầm. Sau khi mặt đất vỡ vụn ra một mảng lớn, y lại tiếp tục cất bước đi tới. Một đám người đi về lại đầu bên ngoài thông đạo, Ngụy Ước lại bố trí ra 9 nhóm người, nói Vinh Giật đích thân dẫn một nhóm. Ngay trước mặt mọi người, y dặn dò, trong 9 lối vào này, chắc chắn phải có một đường đi thông tới. Nơi khác, 9 nhóm người các ngươi cùng lúc xuất phát, nhóm người nào phát hiện thấy đi đến một nơi khác thì lập tức cất tiếng báo hiệu. Nghe đã hiểu chưa? Đã hiểu. Các đầu lĩnh của 9 đội đồng thời chắp tay nhận lệnh. Ngụy Ước vung tay lên, 9 đội lập tức tiến vào 9 lối vào, y thì ở lại chờ đợi tại chỗ, chuẩn bị sẵn sàng chi viện bất cứ lúc nào. Cũng không phải chờ quá lâu, từ bên trong thông đạo có một người nhanh chóng vọt ra, chính là Vinh Giật, vẻ mặt gã khác thường đi đến trước mặt Ngụy Ước, cấp báo, bang chủ, cái thông đạo này có vấn đề. Việc này còn cần ngươi nói cho ta biết sao? Ngụy Ước phun ra một câu, không vui hỏi, lại có chuyện gì? Y thật sự đã có phần không kiên nhẫn được nữa, thật vất vả mới chiếm tiên cơ. Kết quả lại bị kẹt tại nơi này không có tiến triển, kéo dài đến lúc người của mấy bang phái đó đến đây thì làm sao bây giờ? Vinh Giật quay đầu lại nhìn 9 lối vào kia lần nữa, rồi mặt đầy kinh nghi nói, bang chủ, tất cả 9 đội gần như đến đó cùng một lúc. Ngụy Ước trừng mắt, nói nhảm gì vậy chứ?
9 đội tiến vào từ 9 lối vào khác nhau, bên kia chỉ có 8 lối ra, tại sao lại đi ra 9 đội? Vinh giật nôn nóng nói, bang chủ, ta cũng cảm thấy giống như mình đang nói nhảm vậy, nhưng quả thực 9 đội đều đã đi ra rồi, ta đã đếm lui đếm tới mấy lần, không thiếu người nào. Còn có loại chuyện này, mọi người quay mặt nhìn nhau. Lương Bàn chợt hỏi một câu, phải chăng trong đó có lối rẽ thông đến những thông đạo khác hay không? Vinh giật, không có, ta cũng rất ngạc nhiên, ta đã hỏi những đội khác, mọi người đều đi thẳng tắp một mạch từ đầu tới cuối. Hơn nữa, nếu có lối rẽ thì không thể không nhìn thấy, cũng không thể giấu giếm được. Tình hình quỷ dị như thế, khiến đám người không khỏi vang lên những tiếng bàn tán xì xào nho nhỏ, không ít người đều nhìn về phía Ngụy Ước. Ngụy Ước nhìn tới Diễu Khánh, thấy hắn đang cau mày suy nghĩ, y lớn tiếng nói, lại chia ra 9 đội, tiếp tục đi một lần nữa. Trên đường đi nhớ mở to mắt ra nhìn kỹ xem có lối rẽ hay không. Dưới sự chỉ huy của Vinh Giật, trong số những người ở tại đây lại phân chia ra 8 đội, Ngụy Ước và đám người Diễu Khánh tạo thành đội thứ 9, mỗi một đội lại chọn một lối vào, tiến tới. Ngụy Ước đột nhiên tăng nhanh tốc độ đi tại phía trước, một mình lắc người vọt đến đích cuối, rất rõ ràng là muốn đi nhìn xem 9 đội làm sao đi ra từ 8 lối ra. Diễu Khánh cũng muốn đi xem, nhưng không dám đơn độc thoát khỏi đội ngũ, sợ bị rơi vào trong tay Ngụy Ước, hắn chỉ có thể phất tay thúc giục toàn đội tăng tốc chạy đi. Khoảng cách cũng chỉ có một dặm đường, bọn hắn không mất bao lâu thời gian, rất nhanh liền đến nơi, chạm trán với 9 đội đã đến lúc trước. Chỉ chốc lát sau, 8 đội khác thật sự đi ra từ 8 lối ra, trong thông đạo mà nhóm người Diễu Khánh vừa đi ra rõ ràng lại đi ra thêm một đội nữa. Ngụy Ước chặn đội đó lại, hỏi, các ngươi chạy về đổi lối đi khác hả? Người lĩnh đội đó kinh ngạc đáp, không có a, một mạch tiến tới phía trước, không dừng lại. Dứt lời, gã dường như cũng nhận thức được điều gì đó, ánh mắt nhìn về phía những người đã đi ra, kiểm kê nhân số. Ngụy Ước cũng cảm thấy gã không cần phải lừa dối mình, hơn nữa, y gần như đã xác định 9 lối đi này có vấn đề. Y chợt xoay người lại, cúi đầu tìm kiếm trên mặt đất, rất nhanh liền tìm được vị trí mặt đất bị một cước đạp vỡ kia, đặt chân vào, trùng khớp. Trầm mặc một chút, sau đó y quay đầu lại dặn dò Vinh Giật, nói dẫn người chạy thêm mấy lần này không cần nhiều người, hai người làm một tổ là được, thuận lợi đi về nhanh chóng. Vinh Giật nghe theo, dẫn một nhóm người rời đi rất nhanh, sau đó chọn 18 người chia ra làm 9 tổ, nhanh chóng trở về. Tất cả 18 người đều vượt qua hết, Ngụy Ước lại phất tay bảo bọn họ quay lại, làm lại lần nữa. Sau mấy lần lặp đi lặp lại, người đứng ở phía trong quan sát 8 lối ra đều nhìn ra được chút manh mối. Một đội nhiều hơn không đi ra tại một lối cố định nào, khi thì đi ra từ nơi này, khi thì toát ra ở nơi kia. Cuối cùng, Ngụy Ước nói dừng kiểm tra, y không còn cách nào nữa, chỉ có thể hung dữ nhìn chằm chằm vào Diễu Khánh muốn hắn giải thích chuyện gì xảy ra. Diễu Khánh vuốt vuốt chút ria mép, suy nghĩ một hồi, nói khoảng cách giữa hai bên cũng chỉ khoảng một dặm, đứng ở đầu này đung đưa huỳnh thạch, bên này cũng có thể nhìn thấy. Vừa nghe lời này liền hiểu ý hắn, dùng chân đo không ra, vậy thì dùng ánh mắt để quan sát, nhìn xem có thể phát hiện ra mánh khóe gì hay không. Nhìn thấy mới tin, đó vẫn có thể xem là một giải pháp, Ngụy Ước lập tức sắp xếp, bố trí phía bên 9 lối vào mỗi nơi một người. Sau đó tự mình đứng tại bên này đung đưa huỳnh thạch, phát ra tín hiệu ánh sáng, chuẩn bị kiểm tra từng cái cửa động, để xem cửa động nào có kỳ hoặc. Dựa theo ước định, người ở phía bên đối diện khi nhìn thấy ánh sáng trong tay y biến mất thì cũng phải tắt ánh sáng theo. Nhưng Vinh Giật đứng phụ trách phía bên 9 cửa động lại nhìn thấy một màn rất kinh ngạc, người tại 9 cửa động vậy mà gần như cùng lúc giấu đi ánh sáng trong tay. Các ngươi làm gì vậy? Vinh Giật kêu một tiếng bực tức, đùa trò gì vậy? Bang chủ đích thân ở bên kia kiểm tra à? Không hỏi không biết. Vừa hỏi mới biết được người tại trước 9 cửa động đều nhìn thấy tín hiệu ánh sáng ở cuối đường. Thấy rối loạn cả lên, Ngụy Ước phía bên kia cũng nổi giận, Vinh Giật nhanh chóng chạy đến giải thích tình trạng quái dị bên này. Vì vậy, việc thử nghiệm được làm lại, kết quả thử tới thử lui càng thử càng quỷ dị. Cuối cùng, cho dù chỉ có một người ở phía bên 8 cửa động, đứng trước bất kỳ cửa động nào cầm ánh sáng giơ lên, 9 người đứng tại 9 cửa động bên kia đều có thể nhìn thấy. Thử, ngược lại cũng giống vậy, bố trí ánh sáng tại phía bên 9 cửa động 9, tại trước cửa động nào phía bên 8 cửa động cũng đều có thể thấy được. Đây là có chuyện gì? Mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhận thấy dường như phía dưới vạn hắc trì này có bí ẩn gì đó.
rốt cuộc là có chuyện gì? Ngụy Ước đã giống lên những lời này không biết bao nhiêu lần rồi, nói chung tìm không được đáp án tự thì hỏi Diễu Khánh. Về vấn đề này, Diễu Khánh không biết phải trả lời như thế nào, chỉ có thể thở vắn than dài. Hắn cũng rất bối rối, tại sao tình hình quỷ dị này lại không có ghi chép trong bản sách cổ đó? Theo lý thuyết, trong bản sách cổ đó đều nỗ lực ghi chép lại một số nơi tương đối đặc biệt. Nơi này có 9 lối vào cùng 8 lối ra đều có thể trăm sông đổ về một biển, chẳng lẽ còn không đáng để ghi chép sao? Chỉ có hai khả năng không có ghi chép, hoặc là có lý do nào đó phải cố ý tránh né không ghi chép lại, hoặc là hoàn toàn không phát hiện ra. Không phải là không có khả năng xảy ra tình huống thứ hai, khả năng đó còn rất lớn. Lần đầu tiên tiến vào thì hắn cũng không phát hiện ra, không chỉ có hắn, ngay từ đầu, không có ai phát hiện ra được, đến khi chia đội đi kiểm tra thì mới nhận thấy khác thường. Bọn họ nhiều người như vậy cũng thiếu một chút đã bỏ qua, mà hồi đó tiến vào nơi này chỉ có người ghi bút ký và một người gọi là Trác. Ngoài ra, trong sách cổ cũng không có ghi chép về những âm thanh gào khóc thảm thiết rợn người này. Hắn hoài nghi hoặc là người viết đúng lúc ở tại trong thời điểm không có âm thanh, hoặc chính là hồi đó còn chưa có động tĩnh này. Hắn cảm thấy khả năng thứ hai lớn hơn, bởi vì khoảng cách rừng của những âm thanh quỷ dị này không đủ dài như vậy, ít nhất, theo chênh lệch thời gian hiện nay thì là như thế. Người hồi đó là chậm rãi mò mẫm rồi tìm đến Thiềm Vương, còn hắn thì dựa vào phương pháp lựa chọn đường đi của người xưa để đi tắt. Theo quy luật âm thanh vang lên hiện tại, người hồi đó không có khả năng không nghe được. Cho nên hắn nghi ngờ hồi đó hoàn toàn không có âm thanh này. Đương nhiên, đây chỉ là cảm nhận và suy đoán cá nhân của hắn. Vì vậy, khi đối diện với lời chất vấn của Ngụy Ước, hắn chỉ có thể đưa ra câu trả lời như lúc trước, Ngụy bang chủ, ta thật sự không biết. Các bạn vừa nghe xong tập 86 của bộ truyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.